Bóng tối dần buông xuống ngôi làng bình yên, bà Mai đang chuẩn bị cơm nước cho gia đình thì bà thấy con trai của bà là Thắng mới đi làm về. Hôm nay Thắng về sớm hơn mọi ngày, vừa bước vào nhà anh vừa dơ lên túi thịt, cười với bà Hoa. "Mẹ ơi, hôm nay con mua được miếng thịt bò ngon lắm, mẹ xào lên cả nhà mình cùng ăn." Bà Hoa thấy lạ thì hỏi, "Sao hôm nay con về sớm thế?" Dạ hôm nay con có việc muốn thưa với mẹ nên con về sớm hơn một chút có việc gì thế hả con thắng nhìn mẹ mà có vẻ hơi ngại ngùng con mời mẹ vào nhà rồi con thưa chuyện ạ à. bà hoa thấy con trai như vậy thì cũng lạ bà đi theo thắng vào trong nhà thắng lấy hết can đảm để nói với bà hoa thưa mẹ con muốn lấy vợ mới ạ à? cái gì mày có điên không sao tự nhiên bây giờ mày lại muốn lấy vợ mới tao không đồng ý đâu mẹ ơi thật nực cười người chết rồi thì cũng đã chết liệu mẹ có thể làm gì khiến họ sống lại được không khi lan còn sống mẹ bảo con phải giữ đạo nghĩa nên con không để xảy ra điều tiếng gì nhưng bây giờ cô ấy đã mất rồi đương nhiên con có quyền cưới vợ mới hai đứa trẻ cũng cần có người chăm sóc mà cầm miệng trước giờ tao dạy mày phải sống sao cho xứng đáng làm người, thế nhưng mày có vợ đẹp con khôn mà mày lại không biết điều, đi bén mảng với gái tứ phương. Tao không khuyên bảo dạy dỗ được là tao bất lực và hổ thẹn với tổ tiên. Mày có lỗi với vợ mày, tao cũng xấu hổ với nó, nó chết oan ức rồi, mày còn dẫn gái về nhà khi chưa qua dỗ đầu à? Liệu nó có thanh thản được không? Chuyện quá khứ con không cần biết, giờ Lan mất rồi, con có quyền đi lấy vợ mới. Pháp luật còn không ngăn cấm được, con lớn rồi, mẹ không thể cứ quản con mãi được đâu ạ. À? Mày cút đi đâu thì đi, đưa nhau đi đâu thì đi, tùy thích. Nhưng con dâu tao khổ mệnh mất sớm, tao không thể nói nhìn thấy cái cảnh thằng chồng mất dạy dẫn gái về nhà khi mộ vẫn còn chưa ấm. Mẹ điên rồi, ai mới là con đẻ của mẹ, là thằng này hay là cô ta? Giờ cô ta chết rồi, mẹ vẫn còn tiếc ư? Con cũng muốn Trang về đây sớm để cùng chăm lo cho hai đứa trẻ mà. Quán xuyến việc nhà cho mẹ đỡ vất vả, nhưng mẹ lại chỉ nghĩ đến cô ta. Mày cút đi, cái thằng mất dạy, đưa nhau đi cho khuất mắt tao. Anh, để mẹ bình tĩnh đã. Thôi, khi khác mình lại về. Con đi đây, mẹ ở nhà cùng bọn trẻ nhé. Bao giờ mẹ đồng ý cho con với Trang về thì con mới về ạ. Dạ, con chào bà con đi ạ cút cút luôn đi chúng mày đừng có về nữa lũ thèm tình mê muội trong nhà linh lấm lét nhìn bố mà không dám gọi đứa con trai đang bập bẹ nói chưa sõi cũng chẳng thể níu chân ông bởi dục vọng đã lấn át tình phụ tử mất rồi khi về đến nhà trang mới lộ nguyên hình là một người phụ nữ nanh nọc ghê gớm sao anh nhu nhược thế trước kia nói bỏ vợ lấy tôi thì không dám bây giờ nó chết rồi cũng không chịu cưới tôi hay anh lại chờ mẹ anh chết hay vợ anh cải mã thì anh mới chọn hiếu đạo nghĩa còn tôi anh định để tôi chết già mà không có danh phận à tôi với anh chỉ có thể là nhân tình sao em chờ anh một chút nữa thôi nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt đâu chờ thêm một thời gian nữa để anh sắp xếp anh chỉ việc làm theo em thôi ừ anh sẽ nghe theo em hết hai tháng sau thắng lại mò về lần này ông đường hoàng đi vào nhà linh an hai đứa có nhớ bố không linh chợt thấy tủi thân khóc nức nở còn cô an thì xà vào lòng bố một cách đầy thèm khát anh về đây để làm cái gì dạ con về xin cưới chứ làm gì nữa ạ à? thằng mất dạy mẹ nói cái gì tao cấm tiệt nghe chưa mẹ không cho con cưới cũng được nhưng con về lấy sổ hộ khẩu để con đi đăng ký kết hôn, con không thể để con của con là đứa trẻ vô thừa nhận được. Mày nói cái gì cơ? Cái trang có thai với mày rồi á? À? Bà Hoa cũng lấy làm khó xử, xét về lý bà không cấm được thằng con trai lấy vợ mới khi vợ nó đã chết, nhưng về tình thì bà khó lòng chấp nhận một kẻ vợ chưa qua dỗ đầu đã đón vợ mới về nhà. Bà Hoa không ưa gì Trang. Đôi mắt đã trải nghiệm cuộc đời, đã chỉ rõ bà biết người đàn bà ấy chẳng lấy gì mà tốt đẹp. Ba ngày sau, hai kẻ đó dẫn nhau về nhà, bà Hoa đành phải ra quyết định. Dạ, con chào bà ạ. Không dám, chào cô. Nhà tôi vách đất mái tranh cô lại không chê, mà muốn ngự, thì phúc đức cho nhà tôi quá. Mẹ, sao mẹ cứ nói kiểu châm chọc ấy nhỉ? Chàng đã về đây rồi, mẹ giận con chứ sao lại giận lây ra cả cô ấy. Cô ấy còn đang mang thai đứa cháu của mẹ nữa, đứa bé có làm gì nên tội đâu ạ. À? Mẹ nói thế là của nó hay sao? Anh nín đi, thứ chồng tệ bạc, thứ cha không xứng đáng làm cha. Người cha đẻ con ngoan thì mắt lòng mắt dạ, còn tôi đẻ ra cái loại như anh thì ném bè trôi sông. Tội của tôi là sinh ra một thằng khốn nạn như anh trên đời này đấy. Mẹ già rồi thì biết gì chuyện thời thế. Người không vì mình mới là đứa ngốc. Trước, Xuân cứ ôm dơm nặng bụng rồi cô đấm ăn xôi. Lẽ ra biết con không còn tình cảm thì phải tự mà ly hôn đi chứ. Ai bắt cô ta hy sinh, chịu đựng rồi làm mình đau khổ thêm để làm cái chi? Còn không cần cô ta hy sinh vì con thì sao lại bắt con phải cảm kích? Đó là cô ta tự lựa chọn ạ. À. Con phải sống cho con. Với Xuân... Con đã không còn tình cảm. Nếu mẹ không chấp nhận cho con đến với Trang, thì con sẽ tự quyết định. Con sẽ đến ở với Trang và xây dựng gia đình hạnh phúc mà không cần ai chấp nhận nữa. Xin mẹ đừng có trách con bất hiếu ạ. À. Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Chúng mày mà không xéo, thì bà già này liều sống chết với chúng mày. Lập tức Trang quỳ trước mặt bà Hoa rồi cầu xin. Dạ con xin bà trước là con có lỗi phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh thắng ạ à. cũng bởi tình cảm của con với anh ấy không dứt được tất cả là lỗi của con ạ à. nhưng bây giờ con có giọt máu của anh thắng rồi con xin bà để bù đắp lỗi lầm con xin thề sẽ yêu thương bé linh cu an như con của mình ạ à. bà cũng biết yêu ai yêu cả đường đi con yêu anh thắng nên nguyện yêu cả con của anh ấy con mong bà nghĩ lại làm thế nào để cho trọn vẹn ạ à? chúng mày muốn đến với nhau cũng được nhưng đi đăng ký kết hôn rồi tự mà dẫn nhau về ở tao cưới cho con trai tao một lần thôi không có lần thứ hai đâu ngoài hiên linh lặng lẽ khóc cô biết mình đã có mẹ kế thật rồi một tuần sau hai kẻ đó chính thức về với nhau chàng được ông thắng đón về nhà với vài bộ quần áo và túi đồ lặt vặt chẳng có lễ cưới hỏi đón dâu gì cả đã thế chàng phải gửi con gái về nhà mẹ đẻ dứt ruột đau lòng nhưng đương nhiên chàng sẽ không để yên mọi chuyện như thế bà ta nhất định sẽ tìm cách đón con gái về đây nhưng trước tiên là phải lấy lòng mẹ chồng đã dạ con chào mẹ ạ chị vào trong cất đồ đi đến tối khi cả nhà ăn cơm bà hoa mới đứa cháu gái linh à cháu nghe bà nói thế này từ nay cô trang sẽ là mẹ của cháu cháu chào mẹ trang đi mày câm à mở miệng ra chào mẹ một câu cũng không nói được à mẹ đừng có bắt ép nó tự nhiên bắt gọi mẹ thì đứa nào nó chịu cái gì cũng phải có thời gian dạy dỗ dạ phải lắm ạ con sẽ cố gắng gần gũi với hai đứa con tin tình thương của mình sẽ cảm hóa được lũ trẻ ạ à. tôi cũng chỉ mong chị làm được như lời chị nói thôi chúng nó đã rất thiệt thòi rồi chị hãy thương lấy chúng sáng hôm sau khi cả nhà đang ăn sáng bà hoa mới nói với con dâu mới tôi đi chợ mua đồ chị bón cháo cho thằng cu an nhé dạ vâng ạ bà hoa thấy con dâu mới dỗ được cháu nội thì yên tâm đứng lên rồi xách giỏ đi chợ lúc này trang mới bỏ lớp mặt nạ ra thay đổi sắc mặt sau đó đặt cu an xuống ghế rồi mắng chồng anh đi bón cháo cho nó ăn đi hơi đâu mà bắt tôi vừa dỗ vừa bón còn anh thì anh phải chủ động chăm chứ dặn tôi là cứ làm theo ý mẹ cho bà ấy vừa lòng còn gì thế anh không thấy mẹ anh đi vắng rồi à tôi nói để cho anh biết tôi không dở hơi mà đi nuôi con tu hú nhất định tôi sẽ đón con bé linh ở đây với tôi anh đã hứa rồi đấy còn loại đàn ông không lo cho tôi được thì tôi cũng chẳng cần đâu thắng bị vợ mới mắng thì không dám cãi lại vội vàng nghe lời trang mà bón cháo cho con trai mày có ăn nhanh không thì bảo nhìn gì mà nhìn mày giống hệt mẹ mày ấy nhìn đến là ghét mày lườm tao đấy à có tin tao móc mắt mày ra không con này sao bây giờ mày láo lếu thế nhỉ trẻ con mà hư hỏng thì ai thương nổi hả thắng ngượng ngùng nói tuy nó hơi cứng đầu nhưng không phải là không bảo được đâu anh cho thằng đó ăn nhanh lên rồi còn phụ tôi làm việc nhà đi đến khi mẹ về mọi việc phải xong xuôi thì bà mới hài lòng gớm mệt hết cả người chịu khó một thời gian thôi trước kia xuân cũng bị mẹ để ý lắm nhưng sau bà ấy hài lòng nên rất mực yêu thương anh còn nhớ vợ cũ đến thế cơ à nhưng tôi thì không phải xuân nhé đừng có so sánh tôi với cô ta chỉ có cô ta mới ngu si chịu sống chết vì một kẻ không thương mình thôi anh nói yêu tôi mà bắt tôi phải chịu bất công à tôi phải chăm sóc cho con anh trong khi con tôi thì tôi không được chăm sóc mình cứ từ từ mà chờ trước tiên mình phải lấy lòng mẹ đã sau đó tôi sẽ lựa lời nói bà đã miễn cưỡng đồng ý cho tôi về đây giờ nói cho con riêng của mình về luôn sợ bà không chịu đâu tôi không biết đâu tất cả là do anh đấy anh hứa thế nào thì phải làm như thế chứ ừ tôi hứa tôi hứa mà đến khi bà hoa về thì thấy con dâu đang quét dọn còn hai đứa cháu chơi vui vẻ ở sân lấy làm hài lòng lúc ấy bà lại nghĩ con trai lấy vợ sớm cũng tốt bà hoa lặng lẽ xách giỏ đi vào trong bếp khi trang thấy mẹ chồng về thì lễ phép chào dạ mẹ về rồi đấy ạ bà đáp ừ chỉ một từ ừ thôi nhưng lại là cánh cửa mở ra cho trang từ đó trang ra sức lấy lòng mẹ chồng trước mặt bà hoa trang tỏ ra rất tốt với hai đứa con của chồng nhưng sau lưng thì lại mắng nhiếc không thương tiếc hôm đó không hiểu do làm ác tâm mà bị giày vò hay sao hay do trang cứ nghĩ đến vợ cả của chồng nên đến đêm mụ lại mơ thấy xuân trang nhìn rõ xuân đang ngồi dưới cuối giường khóc than sao cô lại nhẫn tâm thế đã cướp chồng rồi lại còn ác với các con của tôi. Tao thế đấy, mày giỏi thì giữ đi. Tao nhất định sẽ cướp hết những thứ thuộc về mày. Xuân nói xong, rồi xông tới bóp cổ khiến cho Trang không thở được. Khô khoắng chân tay loạn xạ, thắng tỉnh dậy rồi hốt hoảng. Mình, mình ơi, mình sao thế? Tôi, tôi mơ thấy, mơ thấy nó về dọa tôi. Nó là đứa nào? Là cái Xuân... Nó về nó dọa tôi Nó bảo tôi cướp chồng của nó Anh mau kiếm tiền Thay hết đồ trong phòng này đi Không mẹ con tôi không sống nổi đâu Tưởng rằng Trang vì sợ vợ cả của chồng Thì sẽ không dám làm hại hai đứa trẻ Nhưng trong lòng của Trang Lại sôi sục hơn bao giờ hết Mụ muốn tuyên chiến với cả người chết Hai tháng sau Trang mang thai Đến tháng thứ ba Mụ lại dựa vào cái thai để dở trò bà hoa đặt bát cháo lên bàn rồi lạnh lùng nói với trang chị ăn đi còn làm nũng với ai lo cho con mình đi con không muốn thế này đâu ạ à, nhưng cháu mẹ nó hành con ghê quá phần vì nhớ chị nó quá nên con không chịu nổi mẹ à ăn đi nguội bây giờ đàn bà có thai là chuyện bình thường phải biết thương mình trước chứ từ giờ con chỉ sống với con gái thôi nó là máu mủ ruột thịt của con này con phải xa con gái thì con không chịu nổi ạ. À. Thôi được rồi, để tôi gọi cho thằng Thắng, nó đi đón con bé đến đây ở vài hôm. Bà Hoa quyết định bảo vệ hai đứa trẻ tội nghiệp, tức thì bà gọi cho con trai. Thắng, lại đây tôi bảo, anh đi đón con bé của chị Trang tới đây. Dạ, vâng ạ. Thế nhưng bé Vân lại nhiễm thói của mẹ, vẫn rất hư thân và đỏng đảnh. Khi thắng dẫn nó vào nhà, thì suối nó. Con, con chào bà nội đi. Mẹ con bảo không có bà nội hay bố gì cả, con chỉ cần mẹ với bà ngoại thôi. Trong phòng, trang nghe con nói cũng giật mình mà chạy ra. Vân, mẹ đã nói với chú thắng là giờ bố con rồi. Còn đây là bà nội, con nhớ chưa? Đến bữa ăn, Vân ăn hết chiếc đùi gà của mình rồi giành luôn chiếc đùi gà của bé Linh con kia mày đưa cho tao không đưa tao đánh chết mẹ mày bây giờ vân giật luôn chiếc đùi gà trên tay của bé linh khiến nó ả khóc bà hoa sững sờ trước thái độ mất dạy của đứa con riêng chàng cũng bực vì con gái làm xấu mặt của mình không ngờ chiều con quá mà nó lại láo như vậy sợ mất lòng mẹ chồng trang quát con gái trả đùi gà lại cho bạn nhanh lên mẹ bảo cái gì mình thích thì phải cố gắng có được cơ mà vân cãi lại mẹ mặc mẹ chồng và chồng ngăn cản chàng vẫn lôi con ra đánh mụ cứ thế mà vỗ vào mông con đến khi hẳn vết tay thì mẹ chồng cản lại mụ mới thôi tuy đánh con mà mụ cũng xót ruột càng như vậy mụ càng muốn đưa nó về đây mẹ cũng biết con bé nhà con không được dạy dỗ đàng hoàng thành ra cháu nó thiếu lễ độ và phép tắc con xin mẹ cho cháu ở đây một thời gian để con dạy bảo ạ à. chị nói cũng đúng nhưng ở lâu cũng bất tiện nhà đông trẻ con chị lại đang có thai nếu chị cần dạy dỗ nó thì để con bé ở đây một vài hôm nữa chàng đáp dạ con cảm ơn mẹ đã thương ạ nhưng bé vân ở cả tháng trời mà mẹ nó vẫn không động tĩnh gì là đưa nó về bà hoa không thể hiện thái độ rõ ràng với con dâu nhưng lại gọi con trai ra ca thán thắng liệu mà nói với vợ rồi đưa con riêng của chị ta về nhà bà ngoại đi. Nó ăn ở chẳng đáng là bao, nhưng con chung con riêng rồi con anh con tôi rất phức tạp đấy. Dạ con biết rồi, để con lựa lời với Trang, nhưng mẹ cũng thấy đấy, từ khi bé Vân về đây, vợ con khỏe ra nhiều, cô ấy được gần con gái nên tâm trạng mới tốt hơn. Giờ đưa con bé về thì sợ vợ con lại phát tâm bệnh mất thôi ạ. À? Anh cứ nghe tôi thì gia đình mới êm ấm. Chị ấy đã chấp nhận xa con để về đây. Giờ thì tư cách gì mà trách móc. Hơn nữa, tôi có cấm anh chị thăm non con bé đâu. Trừ khi tôi chết, bằng không thì đừng hòng đưa nó về hẳn đây. Con anh, con tôi, con chúng ta sẽ làm nhà ta loạn lên mất đấy. Trong phòng, trang đã lần la ra cửa nghe hết câu chuyện của hai mẹ con. Hai hàm răng của mụ nghiến lại thật chặt trong đầu của mụ xuất hiện những ý đồ đen tối và những suy nghĩ xấu xa về mẹ chồng đến tối khi vợ chồng nằm cùng giường thì thắng mới nói nhỏ với vợ mình này tôi nghĩ mình nên đưa bé vân về nhà ngoại đi nó cũng đã ở đây ngót tháng trời rồi nhà đông trẻ con cứ trí chóe suốt ngày mà mình lại có thai cũng đang yếu tạm thời đưa nó về lại nhà bà ngoại đã sau này mình sinh con ra rồi bọn trẻ lớn hơn một chút thì tôi sẽ đi tìm cớ đón bé Vân về đây ở cùng với mình luôn. Trang hỏi, thế đây là ý của anh hay là ý của mẹ anh? Thắng đáp, ý của tôi đấy, chỉ là tôi thương mình đang bầu bí, ngén ngẩm, lại phải chăm lo cho ba đứa trẻ thì vất vả quá, mà nhiều lúc tôi cũng không giúp mình được. Nhưng bà nội có ở nhà nên lại sợ bà không vui thật tình tôi chẳng hiểu nổi lòng dạ của bà ấy thôi thì sáng mai anh đưa bé vân về với bà ngoại cho tôi trang nói thắng không hề biết trong tâm trí của trang đang sôi sục nóng như lửa đốt làm sao mà chợp mắt được nghĩ ngợi đến quá nửa đêm trang lại muốn ra ngoài đi dạo cho nhẹ lòng khi quay về trang đi qua phòng khách và suýt va vào chiếc bàn kính mà bà hoa để gần cửa bực mình, định chửi thề nhưng Trang lại nghĩ cách thâm độc để trả thù mẹ chồng. Cô nghĩ ra ý tưởng tạo hiện trường giả rằng kính bị vỡ rồi sắp xếp sao cho mẹ chồng bước vào nhà ngã để hạ giả Nghĩ là làm, Trang đổ nước lên sàn nhà gần cửa ra vào rồi nhỏ một đường nước từ cửa vào đến ngang chỗ bàn kính, sau đó nghiêng chiếc bàn để tạo hiện trường giả. Đến tầm 4 giờ sáng, khi phía đông còn chưa hưởng sáng bà hoa lại dậy đi vệ sinh như thói quen khi bước đến cửa phòng khách bà mắt nhắm mắt mở dẫm vào đống nước mà bị trượt chân ngã đập đầu vào góc bàn bà không kịp kêu lên một tiếng nhưng trước khi bất tỉnh bà nắm được vào cái rổ hoa quả cũng vì rổ hoa quả bị tác động nên rơi xuống khiến cho hoa quả văng ra nền nhà tạo thành những tiếng động lớn trong phòng thắng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động đó anh theo phản xạ mở mắt luôn rồi bật dậy, nhưng may mắn nhớ ra phải bật đèn điện lên. Chàng lúc đó cũng tỉnh giấc và nói với Theo, "Anh cẩn thận đấy." Biết lỡ lời, cô vội lấy tay bịt miệng rồi dậy theo chồng. Khi thắng xuống đến cửa phòng khách thì đã thấy bà Hoa nằm đấy rồi. Thắng vội vã chạy lại đỡ mẹ, nhưng cũng bị trơn trượt, suýt ngã đè lên bà. Sau đó, anh lay gọi mẹ mãi mà không tỉnh dậy thì anh hốt hoảng nói với vợ. Gọi điện cho chú Hưng, người họ hàng gần đây, bảo chú ấy qua ngay giúp tôi đưa mẹ đi viện. Năm phút sau, người họ hàng tên Hưng đó cũng đến và đỡ thắng với bà Hoa đi viện. Sáng hôm đó, chàng chỉ nhớ bón cho con gái của mình ăn, còn hai đứa con của chồng thì múc cho mỗi đứa một bát cơm nguội rồi quát. Đấy, cơm đấy, ăn đi, thấy đứa con trai riêng của chồng làm rơi từng hạt cơm ra bàn trang lại đay nghiến cái loại ăn hại đến cho hạt cơm vào mồm cũng không làm được đúng là cái lũ của nợ trời đánh khóc cái gì mà khóc ăn hết phần này đi cái loại nước mắt cá sấu động một tí là rơi nước mắt mày cứ làm như ai véo ra xẻo thịt của mày ấy nói dứt câu trang lại quay qua cưng nực con gái con há miệng to ra mẹ đút cho nào con gái ngoan phải ăn hết bát cháo này nghe không đang lúc đó thắng gọi điện về thông báo em à mẹ được bác sĩ hùng chẩn đoán là bị chấn thương sọ não rồi ở tuổi của mẹ thì khó mà bình phục lắm tôi e là mẹ sẽ không tỉnh táo được nữa đâu trời ơi thật thế ư thế thì cũng tội cho mẹ quá bây giờ phải làm sao đây là mẹ của mình thì thế nào tôi cũng phải chịu nhưng tôi thương mình vì sẽ phải chịu khổ vì mẹ cùng với tôi thôi mình ạ à. em nghĩ rồi lấy gà theo gà lấy chó theo chó mình đã là vợ chồng thì tôi nào dám nề hà dù tôi và mẹ có nhiều bất đồng nhưng tôi đã là con dâu của mẹ thì cũng phải có trách nhiệm lo cho mẹ trang lại diễn một vở kịch mang tên kẻ vô can cảm ơn mình nhiều lắm cô khóa cửa phòng khách và rồi chờ đến tối khi chồng về nhà lấy đồ ra thì mới nói đấy anh xem em đã khóa cửa phòng khách để niêm phong hiện trường sáng nay mẹ ngã như vậy em sợ điều tiếng không hay em tính mình gọi công an đến để điều tra để cho những kẻ xấu miệng đừng có đơm đặt em chỉ lo bọn chúng nói ra và nói vào rằng mình thế nào đó thì mẹ mới vậy thế gian này người ta theo dệt đủ chuyện Ôi dào, mình cứ lo quá, chẳng có đứa nào dám nói luyên thuyên đâu. Chú Hưng cũng chứng kiến rằng mẹ bị trơn trượt ngã mà. Chuyện người già mắt kém, loạn choạng ngã thì có gì đâu là lạ. Cũng là do cái bản kính mẹ để không cẩn thận mà thôi. Đúng là cái thân làm tội cái đời mà. Ở viện đến nửa tháng, bà Hoa được về nhà. Thế nhưng bà đã chẳng nhớ ai là ai nữa. Vậy mà cứ thấy hai đứa cháu nội lại bà cười hình hịch dù cái điệu cười của kẻ u mê khiến cho bọn trẻ sợ hãi lúc đầu trang cũng vẫn vui vẻ vì nghĩ bà hoa lú lẫn sẽ không quản được mình thế nhưng việc không tỉnh táo của bà dần dần khiến trang thấy phiền phức khó chịu đến mức muốn phát điên bà hoa khi này đã không còn tự chủ được đi vệ sinh nữa khiến cho trang ghê rợn anh xem thay quần áo cho mẹ đi, tôi chịu thôi. Đã bầu bí, mệt mỏi, lại suốt ngày tiếp xúc với mấy cái thứ ô uế để rồi nôn với cả ẹ, cứ lòi cả họng ra. Sống làm sao được hả mình? Em tính thế này, hay là mình chuyển luôn khẩu cho bé Vân về hẳn đây, ở luôn với em nhá. Thắng ậm ừ. Nhưng mà sao phải gấp thế? Từ từ, sau này rồi tính cũng được. Anh hứa với tôi thế nào, mà bây giờ anh nói thế hả? Đúng là chẳng thể tin được lời đàn ông, lúc nào cũng nói sẽ nghe theo mình. Trước thì viện cớ mẹ không đồng ý để chỉ hoãn, bây giờ bà ấy nằm một chỗ, không biết gì thì lại tìm cách thoái thác, phải không hả? Tôi chỉ có lo mình vất vả thôi, tôi muốn để mình sinh con ra, cứng cáp đã, vì nhà đông trẻ con lại thêm mẹ giờ như vậy, tôi thấy không an tâm. Tôi còn không lo vất vả, thì anh lo cái gì? Còn tôi nó nhỏ xíu, ăn hết được bao nhiêu mà anh sợ. Mẹ anh thì to đùng, cứ ăn rồi lại đi vệ sinh. Chỉ lo cho bà ấy, ngày ba bữa cháo, tôi đã mỏi cả lưng rồi đây này. Thôi được rồi, để chiều tôi sang nhà bà ngoại, lấy giấy tờ rồi lên ủy ban xã làm thủ tục chuyển khẩu cho bé Vân. Đến đầu giờ chiều, Thắng cũng đi làm việc đã hứa với Trang. Không dám chậm trễ vì sợ mất lòng vợ. Ở nhà, Trang lại vô cùng háo hức gọi bé Vân lại rồi ôm con thủ thị. Từ ngày hôm nay, nhà này cũng là nhà của con, nên con không phải sợ ai cả, cũng không được để hai đứa kia bắt nạt con, nhớ chưa? Bé Vân nũng nịu, rụi đầu vào ngực của mẹ rồi đáp lại. Thế đồ chơi của anh An và búp bê của chị Linh, con cũng được chơi thoải mái, đúng không hả mẹ? Trang gật đầu. Ừ, con thích thì con chơi, nếu không thèm thì mẹ mua cho con cái khác bé vân nghe thế thì khoái chí lắm nó reo lên nó nói với chị linh con kia mày nghe rõ chưa mẹ tao nói tao thích thì tao chơi nhé mày mà còn giữ thì tao sẽ ném nó đi chị linh cãi lại nhưng búp bê là của mẹ chị mua cho chị chị muốn giữ nó sạch sẽ em toàn đòi lột váy của nó ra thôi Chàng nghe con riêng nhắc đến vợ đầu của chồng thì khó chịu. Mụ ngẩng đầu lên định mắng chị Linh thì nhìn thấy bà Hoa đang đi tiểu tiện. Nước tiểu tràn ra, sắp dò xuống gầm giường. Mụ liền quát. Linh, hứng cái chậu vào gầm giường cho bà mày. Không lại để nước tiểu nó chảy ra nền thì cả nhà này lại khai khắm cả lên. Chả biết hốc kiểu gì mà tiểu tiện lắm thế. Đúng là chỉ có giỏi báo hại người khác thôi. Chỉ có ăn với tiểu tiện chị linh với động tác thành thục để bắt chiếc bô và đẩy cái chậu đến dưới vị trí nằm của bà nội để nước tiểu chảy qua khẽ rồi bỏ xuống sau đó trang lại sai mày bê luôn cái chậu nước tiểu của bà mày ra gốc cây đổ đi chị linh vâng lời mẹ kế bưng chậu nước tiểu đi ra nhưng sức yếu của con bé bê cái chậu nhôm đã nặng nói chi đến trong đó còn có nước sóng sánh Thế là bê được cái chậu ra đến hè thì con bé làm đổ và khiến nước tiểu đổ ra lênh láng. Trang nhìn thấy thế thì như cơn điên lao đến tát tới tấp vào mặt con chồng rồi mắng. Đúng là cái loại ăn hại. Cái loại mày chỉ có nuôi báo cô. Sao mày không chết quách đi theo con mẹ mày đi? Con bé Linh bị tát thì ôm mặt khóc nức nở. Trang đánh con chồng cũng thấm mệt thì lại mắng tiếp. Mày có cầm cái mồm mày vào không hả? Nếu còn dám khóc lóc Thì tao đập cho không trượt một roi nào đâu Mày mà dám hé răng nói với bố mày Thì coi chừng tao chôn mày xuống đất theo mẹ mày luôn đấy Chị Linh sợ hãi nhìn mẹ kế im bặt Càng ngày nó càng sợ bà ta Trước kia bà nội còn khỏe Thì nó có bà thương Chứ bây giờ bà lại như vậy Chỉ có bố thương mẹ kế Và em bé trong bụng Đâu có thương hai chị em của nó Phần Trang lại ức chế với mẹ chồng hơn, Bà cụ nằm đấy khiến mụ thật ngứa mắt, đến nỗi muốn vác mẹ chồng ném ra đường cho xong. Rồi đầu óc đen tối của mụ lại lóe lên ý định độc ác. Mụ muốn bà Hoa mau chóng đi đoàn tụ với tổ tiên để cho mụ rảnh thân. Chàng nghĩ ngợi một hồi rồi nói với đứa con gái. Linh, tao đưa bé Vân đi chơi. Chiều bố mày về thì nói lại rằng tao đến nhà dì nhan. Mày nhớ đóng cổng vào. Hai chị em mày mày ở trong nhà, mày mà dám đi đâu để tao biết được thì tao chặt chân, nghe rõ chưa?" chị Linh sợ sệt run run rồi đáp lại, "Dạ, vâng ạ." Chàng đưa ánh mắt khó chịu lườm đứa con của chồng rồi lại nói với con gái, "Đi lấy cái áo dài mặc vào, kẻo nắng đi con." Bé Vân cũng nghe lời mẹ mà vào phòng đi tìm áo, đúng là chàng đã đưa con gái về nhà em gái thật, nhưng không phải đi chơi mà mụ lại nhờ em gái giúp làm việc hại người thất đức đúng là nhà mụ vô phúc nên hai chị em đứa nào cũng bốp chát nanh nọc và độc ác khi gặp em gái trang nói nhỏ nhàn mày có cách gì để xử lý bà mẹ chồng được không chứ cứ ngày ngày phải hầu hạ cái thây sống ấy chị chết mất nhàn hỏi lại ý chị là như thế nào chẳng phải chị nói bà già đó nằm một chỗ thì càng tốt hay sao? Bây giờ chị tính làm gì? Chàng đưa tay lên bịt miệng một tiếng rồi mới trả lời. Em gái, chị muốn mụ ấy mau mau về chầu tổ tiên cho rảnh nợ. Em có cách nào không? Nhàn bẩn thần suy nghĩ vì sốc với ý nghĩ táo bạo của chị. Sau một hồi mụ cũng nói. Có cách thì không phải là không, nhưng nó rất nguy hiểm đấy. Nếu bị lộ thì mang tội giết người, đi tù như chơi đấy trang tỏ ra cương quyết. Em không phải lo, thắng nó ngu lắm, làm sao mà lão biết được. Em biết cách nào đó để cho mụ đó nhanh biến khỏi mắt của chị được không? Nhàn nghe lời chị gái lên tầng 2 rồi mang xuống một gói bột được bọc trong tờ giấy bạc nhỏ. Mụ đưa cho chị rồi dặn dò. Đây là bột nấm độc của dân tộc. Ngày trước, chồng chị thỉnh của già làng nên tận Sơn La về đấy. Mỗi lần chị cho bà già đó ăn uống thì cho một chút bột này vào. Nấm này không vị nên khó phát hiện. Dần dần nó sẽ tác động đến thần kinh mà làm phát điên. Cuối cùng bà ấy sẽ tự đứt mạch máu não mà chết. Nhớ là đừng có nóng vội mà cho nhiều quá sẽ bị lộ đấy. Từ từ một chút một, một chút một thôi. Chàng mừng như bắt được vàng, mụ dối giết cảm ơn em gái mày quá có gì giúp tôi chắc chắn tôi sẽ làm theo đúng lời em dặn được việc trang chơi một lúc thì ở nhà em gái rồi mới về thắng cũng không hiểu tại sao vợ lại đột nhiên vui vẻ thoải mái như vậy mụ chẳng hề kêu ca hay nhiếc móc mẹ chồng vô dụng hay phiền phức nữa phải nói mụ đột nhiên thay đổi là một đứa con dâu thảo hiền mụ còn dặn thắng mình đi qua chợ nhớ rẽ vào mua mấy lạng thịt nạc để tôi nấu cháo cho mẹ ăn để cho mẹ lại sức bà mà yếu lại lại đưa đi bệnh viện thì mệt lắm thắng thì vô cùng cảm kích lão nói với vợ tỏ lòng biết ơn tôi biết mình là khẩu xà tâm phật mà dẫu mình có hơi nặng lời với mẹ nhưng thật lòng vẫn thương cảm bà ấy phải không tôi cảm ơn mình nhiều lắm trang lại gạt đi ơn nghĩa gì tôi là vợ mình là con dâu của mẹ cơ mà dù gì chúng ta vẫn là người một nhà thắng mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện lão nào ngờ đang giữ con quỷ trong nhà những việc từ trước đến tận bây giờ lão toàn là ngu ngốc lão bội bạc với vợ thờ ơ với con rồi cãi lời mẹ để đón về nhà một con đàn bà ác độc mà lão lại yêu thương như báu vật người gián tiếp hại bà hoa chính là lão chứ chẳng ai khác. Ngày tháng trôi qua, bà Hoa từ bà lão bị lú lẫn thành một kẻ điên dở. Bà cứ thỉnh thoảng lại hét rú lên như con lợn bị chọc tiết. Có khi không hét thì lại cười hề hề. Bọn trẻ con không đứa nào dám bén mảng gần giường của bà nằm nữa. Còn Trang thì vẫn đóng vai đứa con dâu hiền thảo. Ngày ngày cần mẫn, ba bữa cháo phục vụ mẹ chồng. Mụ luôn nhẫn nại, mỗi bữa bón cho bà cụ hết một tô cháo mới thôi. Tất nhiên, đây là tô cháo, mụ có bỏ thuốc độc vào đó. Mụ nói với Thắng. Tôi sợ bẩn nên không dám giặt rũ cho bà. Nhưng nay bà bị vậy thì tôi quyết chăm sóc chu đáo. Thắng hết sức cảm kích, đến cả dân làng hàng xóm cũng có kẻ khen. Không ngờ Trang lại hiếu thảo như vậy. Thế nhưng sau hai tháng, bà cụ Hoa lên cơn điên. Đang ăn cháo, bà cụ phi thẳng vào mặt con dâu, khiến cho Trang khiếp vía. Bà cụ lại định xông đến bóp cổ Trang, khiến cho mụ sợ hãi hét lên. Lúc đó Thắng cũng có nhà, lão vội vàng chạy đến ôm chặt và ghi mạnh mẹ mình. Thành ra Thắng như tên trói lợn, còn mẹ lão như con cá mắc cạn. Bà cụ chỉ biết điên cuồng rãi. Phải đến một giờ đồng hồ sau, Thắng kiệt sức, như sắp không chống nổi thì bà cụ tự nhiên lại lả người mềm nhũn sợ quá, Thắng hốt hoảng chạy sang nhà hàng xóm, nhờ anh ta chở mẹ đến bệnh viện, còn mình thì ngồi giữ bà. Nhưng đến viện chưa kịp cấp cứu, thì bác sĩ thông báo bà cụ đã mất rồi. Thủ tục đưa bà về lo hậu sự, theo khám nghiệm sơ bộ, bà bị đứt mạch máu não. Thắng lúc ấy mới thấm cái cảm giác mất mát. Thế là mẹ lão mất thật rồi. Tùy lão bị Trang làm cho mê muội nhưng lão vẫn ý thức được mình phải có trách nhiệm với mẹ thế nên trước kia bao nhiêu lần muốn bỏ vợ để theo trang mà bà cụ phản đối lão vẫn không dám cãi lời bây giờ bà cụ mất lão lại thương mẹ mình một nắng hai sương lo cho mình như thế nào nước mắt nghẹn ngào lão gọi điện về nhà thông báo với vợ mình à mẹ mất rồi bác sĩ nói bà bị đứt mạch máu não chàng cũng tỏ vẻ đau xót. Thật vậy ư? Số trời biết làm thế nào được hả mình ơi? Để em gọi điện báo cho các ông các bác trong họ tộc. Mình phải bình tĩnh nhá, phải cứng rắn lên, còn lo hậu sự cho mẹ, mồ yên bà đẹp nữa. Thắng không đáp lại mà tắt máy luôn, lão khóc hu hu như một đứa trẻ bị mẹ đánh oan. Thế rồi, lão cũng bình tâm đưa bà cụ về nhà lo ma chay. Theo ý của Trang, lão làm đám hiếu cho mẹ hết sức long trọng mụ nói muốn mẹ chồng được ra đi thanh thản nhưng thực sự là mụ muốn lòe thiên hạ để tỏ ra là mình là người có hiếu và để nhận tiền phúng điếu mà thôi một cách khác thì mụ còn đang tổ chức ăn mừng một cách trá hình thế nhưng trong đám tang mụ lại quằn quại khóc ghê gớm ai nhìn thấy cái cảnh mụ ôm bụng bầu to lại mặc bộ đồ tang tóc khóc lóc thì ai cũng thấy tội con người còn xì xào với nhau nhà này chưa đoạn tang mà lại có người chết là chết trùng đấy chắc phải có một mạng người nữa nhưng đấy là họ bàn tán với nhau chứ có ai dám nói thẳng cho trang hay thắng nghe đâu lo xong đám cho bà cụ trang thấy thoải mái cả người bây giờ chỉ có mụ rung đùi và chờ đẻ thôi thế nhưng chẳng có việc gì làm cũng buồn mụ lại kiếm cớ để hành hạ con chồng và tỏ rõ cái uy cũng là để hạ dạ. Trưa hôm đó, Thắng lại chẳng về nhà, thế là chỉ có mụ ăn cơm với ba đứa trẻ. Mụ xới cơm cho con Vân, rồi chọn toàn miếng thịt nạc, ngon, gắp vào bát cho con mình và nói chiều mến với nó. Con ăn đi! Còn với hai đứa con chồng, mụ xới cơm không, nhưng rồi nghĩ thế nào lại gắp cho mỗi đứa một miếng thịt rồi nói đấy chúng mày ăn đi bé linh và bé an bị đối xử lạnh nhạt đã quen nên chỉ biết vâng lời mà bưng bát cơm thế nhưng một miếng thịt bé tí làm sao mà đủ ăn với hết bát cơm bé an nhìn chị cầu xin bé linh run rẩy đưa đũa gắp một miếng thịt nữa cho em thì bất chợt bị trang dùng đũa của mụ đánh vào tay rồi mụ quát Mỗi bữa chỉ được ăn một miếng thịt thôi. Đã ăn bám, lại còn không biết điều. Tao đánh cho què cái tay đấy. Càng nhìn càng ghét. Bé Linh mếu máu rồi xin. Dạ, con không ăn cũng được. Nhưng mẹ cho em con một miếng thịt nữa chứ ạ. À? Cơm không thì nhạt lắm ạ. Chàng giết lên. Ăn cái gì mà ăn? Chúng mày làm ra được đồng nào chưa? Hay mẹ mày để lại cái gì mà đòi hỏi? Từ nay, mỗi bữa chỉ được ăn một miếng thịt thôi. Cơm nhạt thì chan nước mắm mà ăn. Nói dứt câu, mụ lại đổ nước mắm vào bát của con chồng mà quát. Đấy, chúng mày ăn đi. Linh tuổi thân khóc lớn, chàng điên tiết với tay vả nó, rồi chẳng biết thế nào mà mất đà, chới với ngã ra sàn. Mụ lại ngã sấp mặt khiến cho phần bụng đập mạnh xuống nền xi măng. Ngay lập tức, cơn đau ập đến khiến cho mụ đau đớn khủng khiếp và sợ hãi đến tột cùng mụ gọi con gái mau mau lấy cho mẹ cái điện thoại nhanh lên khi có điện thoại mụ mau chóng gọi điện cho thắng về khớp chắc mụ sẽ sinh luôn thắng ngay sau khi được vợ thông báo đã vội vã về đến nhà để đưa trang đến bệnh viện đến đó mụ cũng được đưa vào phòng cấp cứu để mổ bắt con thế nhưng phận mụ bạc hay trời quả báo mà con mụ không thể chào đời thằng bé vừa bị sinh non lại tổn thương do mẹ bị pha đập mạnh khiến trong tử cung bị ngột ngạt hỏi làm sao thằng bé không ngạt cơ chứ khi bác sĩ bế được thằng bé ra đúng là nó còn ngọ nguậy nhưng vỗ mông thế nào nó cũng không khóc vừa nhìn thế giới vài giây thằng bé đã về với tổ tiên chàng không nghe tiếng con khóc thì hỏi bác sĩ còn em đâu sao em không nghe thấy một tiếng khóc hay ỏ ẹ của nó vậy ạ à? bác sĩ ái ngại mà phải nói dối xin lỗi cô thằng bé yếu quá nên phải đưa đi trợ sức cô đừng có lo lắng để chúng tôi tiến hành nốt ca phẫu thuật rồi cô sẽ đi gặp con sau nhé trang liền im lặng nhưng bảo mụ không lo lắng thì làm sao có thể được trong lòng mụ như bị lửa đốt vì sự bất an ở bên ngoài Thắng cũng lo lắng không kém, lão cũng dự cảm được sự lành ít giữ nhiều. Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, lão thấy cô y tá bế đứa bé, không hề có tiếng khóc như ngã khuỵ. Thế nhưng lão vẫn hy vọng, rồi hỏi cô y tá: "Cô ơi, vợ con tôi thế nào rồi ạ?" Cô y tá thông báo với đúng phận sự: "Vợ anh thì ổn đấy, nhưng xin lỗi anh chúng tôi đã không thể giữ được đứa bé cháu đã mất rồi ạ tôi trao cho gia đình để đưa về mai táng mong anh sớm bớt đau buồn rồi chẳng ở lại mà chứng kiến cảnh ti lụy của thắng cô y tá trao đứa bé đã không còn sự sống vào tay của lão rồi đi luôn thắng đón lấy con mà lòng nặng trĩu đã không còn khóc được nữa rốt cuộc thì không biết mình đã làm gì sai nếu ngày vợ đầu chết với lão chỉ là có chút áy náy và thương cảm cho đến khi mẹ lão qua đời là sự thương xót dành cho đấng sinh thành thì với đứa con này lão cảm thấy mất mát vô cùng tưởng như một phần máu thịt của mình đã mất thì đau như ai chặt chân tay của mình vậy chưa đầy một năm mà nhà lão có quá nhiều biến cố trùng quỳ lại mọi sự mất mát đều liên quan đến lão có giây phút thắng nghĩ chính người vợ đầu đã về trả thù lão bội bạc dù lão biết xuân rất hiền lành nhưng biết đâu đấy vì ra đi không thanh thản mà về hành lão bên cạnh lão mẹ vợ và em gái vợ cũng đang khóc suốt mướt thắng thì không khóc không thể khóc được chính lão lại nén đau mà nói với mẹ vợ chuyện đã thế này rồi con xin mẹ bớt đau buồn để con đưa cháu về lo hậu sự ạ à quan trọng là chúng ta phải bình tâm nếu cứ đau buồn quá thì con sợ chính trang lại làm vì thế mà suy nghĩ đến u uất mất không ai đau lòng bằng người mẹ mất con mộ nhan lại nín khóc rồi khuyên mẹ mình anh rể nói đúng đấy mẹ ạ chúng ta phải cứng rắn mà an ủi chị trang nữa còn con sợ chị ấy mới sinh mà đau lòng là bị hậu sản thì nguy hiểm lắm đấy ạ à mẹ trang cũng im lặng cố nín khóc mà không nói gì phần thắng cũng bế đứa con trai yểu mệnh đi chờ người ta lo mai táng trẻ con chết non thì cũng chẳng cầu kỳ gì chỉ là mua quan tài rồi thắp hương nhờ thầy độ vài ba hạ huyện theo lệ trong cảnh đó cha mẹ không được tham gia bởi vậy thắng lại đến viện với vợ lúc này trang đã chuyển về phòng chăm sóc sau sinh vừa thấy mặt chồng thì mụ đã hỏi mình nói thật cho em biết đi con của chúng ta thế nào rồi nó không khỏe phải không em hỏi bà ngoại và dì nhan sao họ không nói thắng chẳng thể giấu được nên đành nói mình bình tĩnh nghe tôi nói đây này chúng ta không có duyên với con nên thằng bé đi rồi tôi mong mình bớt đau buồn và giữ gìn sức khỏe rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con khác thôi dù Trang đã hoài nghi trước thái độ của mẹ và em gái, nhưng bây giờ nghe chính miệng chồng nói đứa con mình mang gần 9 tháng trời đã không còn nữa. Mụ bị kích động và ngẩn người ra. Thế rồi, mụ lại chuốt tất cả tội lỗi cho con gái của chồng. Mụ la hét quát mắng ở Mỹ mà nói với Thắng. Tất cả là do đứa con gái vàng ngọc của anh. Chính nó đã khiến con trai tôi không được sống trên đời này. Anh thấy không? Nó như khắc tinh của tôi vậy, giờ nó giết chết con tôi rồi đấy đã vài tuổi đầu đã thế liệu sau này nó không đưa dao kề vào cổ tôi không thắng giật mình và vội vàng hỏi mình mình nói sao cơ mụ nhan cũng hỏi ý ý chị muốn nói gì cơ chàng lại kể lại cả nhà đang ngồi ăn cơm con gái của anh lại mè nheo đòi ăn nguyên thịt nạc thịt thì là thịt ba chỉ thịt lấy đâu ra nguyên nạc Tôi bực mình quá, đứng lên lấy cái roi ra dọa, ai ngờ nó xông đến đánh vào bụng tôi. Vì thế, tôi mới ngã ra nhà, đập bụng xuống. Anh xem, nó là cái loại yêu nghiệt gì? Còn chúng ta không phải do nó hại chết hay sao? Bao lâu nay tôi phục vụ cơm nước cho con anh đầy đủ, có chỗ nào thiếu sót mà nó lại hại tôi mất con như thế? Thắng nghe vợ nói thì hoàn toàn tin lời bấy giờ nếu bé linh ở đây thì lão sẽ trừng trị đứa con gái của vợ một cách kinh khủng khiếp còn bà cụ mai nghe con gái nói thì thương cháu ngoại chết oan mà khóc lóc thảm thiết riêng mụ nhan không khóc lóc nhưng mụ nắm chặt tay như kiềm chế ác thú trong người mụ một mặt muốn xoa dịu anh rể nhưng thực chất lại gây chia rẽ giữa thắng và con gái của vợ đầu mụ nhan lại nói không ngờ con bé ít tuổi mà lại độc ác như vậy, nhưng mà biết làm sao được, đứa nào là con chồng mà trả ác cảm với mẹ kế. Phận chị em nó bạc đấy, anh cũng đừng làm gì con bé. Nghe qua thì tưởng Mộ Nhan khuyên anh rể tha thứ cho con gái, nhưng thực chất Mộ đang đổ thêm dầu vào lửa. Thắng nghe mà cơn giận trong lòng cuồn cuộn, tuy mặt lạnh mà không tỏ thái độ gì, nhưng trong thâm tâm của lão lại thương vợ rất nhiều. Càng nghĩ, lão lại càng không tha thứ cho con gái. Cơn giận này làm sao mà nguôi được? Trước mặt vợ và người nhà vợ, Thắng chỉ đành lặng đi mà khuyên Trang. Mình chớ có nghĩ ngợi gì mà làm hại bản thân. Đau một thì tôi đau mười đấy. Mình phải thương tôi mà vượt qua nỗi đau này. Nhất định tôi sẽ vù đắp thiệt thòi cho mình. Nói rồi lão ôm lấy vợ Trang cũng cục đầu vào vai chồng mà khóc nức nở. Trong cảnh tượng suốt mướt ấy, ai mà chẳng cảm động cơ chứ. Chính Trang biết tại sự bất cần của mình mà làm mất con. Nhưng mụ không quên tiện thể đẩy lỗi này lên đầu đứa con gái riêng của chồng. Trong khuôn mặt ủ rũ và nước mắt đang lã chã kia, lại là cái đầu lạnh và âm mưu vô cùng đen tối. Đúng là mụ đau vì mất con thật. Ấy thế mà mụ đâu có bỏ qua cơ hội giáo họa cho kẻ khác đâu. Xét cho cùng, mụ vẫn còn tỉnh táo lắm. Sau khi an ủi vợ, tối đó Thắng cũng lảo đảo qua nhà. Dù cũng không thể để mặc bọn trẻ được, nhưng về đến nhà, lão đã thấy đứa con gái của mình hầm hầm nổi giận. Bé Linh làm sao đã hiểu hết được chuyện, nó liền hỏi. Bố ơi, mẹ Trang chưa được về hả bố? Thế em bé chết rồi thì không ở nhà mình nữa à? họ sẽ bỏ em bé xuống đất giống như mẹ xuân và bà nội phải không ạ thắng lại như bị chọc điên lão tiến tới tát con bé một phát mạnh đến nỗi cảm giác như khóc cổ bị gãy con bé cũng bị hoa mắt mà ngã đập mặt xuống sàn nhà thắng mắng mày còn hỏi nữa ư là mày do mày đã giết chết đấy tao bảo cho mày biết hỗn láo mất dạy dám đánh mẹ kế để mẹ bị ngã à Bé Linh vừa khóc vừa phân bua. Dạ, không phải đâu hả? Do mẹ Trang muốn đánh con nên mới ngã. Con không dám đánh mẹ đâu, là mẹ tự ngã ạ. À? Lão đâu có tin lời con gái. Lão lại lấy cán chổi đánh cho con gái vài cái nữa. Lực của lão mạnh đến nỗi. Mỗi lần dính đòn, con bé lại ngã rúi rụi, rồi lại đứng lên và lại bị đánh. Bé Vân và bé An nhìn lão đến sợ tái cả mặt, cứ đứng yên nhìn lão đánh chị Linh. Thắng vẫn chưa hạ giận, nhưng chẳng lẽ lại đánh mãi, lão niền lém cái chổi ra một góc rồi vào nhà pha mì tôm cho ba đứa. Lão làm đủ ba tô mì, nhưng có hai tô thì lão cho thêm vài miếng thịt quay mua ở chợ, còn một tô thì chỉ là mì không. Lão lên tiếng gọi chung chung. Chúng mày vào ăn đi. Hai đứa kia là bé Vân và bé An ngồi đối diện nhau và lão bê cho con trai và con gái riêng của vợ tô mì có thịt. Còn ở giữa, lão đặt tô mì không. Lão lại quắc mắt, mắng con gái. Từ nay, tao cấm mày ăn một miếng thịt nào. Bé Linh vẫn đau và sợ bố, nên ngồi ở xó nhà mà chưa dám lại bàn ăn. Khi Thắng đi vào trong rồi, nó mới dám đứng lên và tập tĩnh bước tới. Nó vừa sợ bố, lại vừa thấy oan ức, nên vừa ăn vừa khóc. Trong phòng, Thắng cảm giác dối bời. Lão tin lời vợ, nhưng lão nghĩ con gái của lão vô ý thôi, bởi đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi thì biết gì mà tính toán hại người, chỉ là lão giận quá mà lại trút lên người nó. Thắng cũng không biết được tại sao lão càng ngày càng trở nên ngu muội, nếu không muốn nói là lão lú lẫn ngu si. Từ khi đứa con chung bị mất, Thắng lại càng cưng nựng vợ lẽ hơn thâm tâm của lão luôn thấy có lỗi vì không dạy được con gái nên muốn bù đắp thật nhiều cho vợ lão càng ngày càng lạnh nhạt với hai đứa con mà nhất là đối với bé linh không còn những lời quan tâm hỏi han mà với lão chỉ là to tiếng và mắng chửi cũng bởi thắng như thế nên trang càng được đà mà đối xử tàn tệ với con chồng bọn nhỏ đang tuổi phát triển cần chăm bẵm thì mụ chỉ biết đến con gái của mình. Hằng ngày, mụ nấu thức ăn đầy đủ, thịt, cá, phân riêng cho bé Vân. Thế nhưng con chồng của mụ thì chỉ có ăn cá khô. Có bữa, mụ cũng cho cô An ăn miếng thịt. Nhưng tuyệt nhiên, bé Linh không được ăn. Đến nỗi người ngợm con bé gầy gò, đen nhẹm. Thắng biết hết, nhưng vẫn cứ lờ đi như không hay. Bởi lão nghe lời vợ và coi như con gái của mình đang bị phạt sau cái chết của đứa con trai yểu mệnh. Bé Linh còn nhỏ quá nên suy nghĩ đơn giản. Gần một năm không được ăn miếng thịt khiến nó thèm thuồng. Thế là nó đánh liều bắt ghế lên chặn gỗ để ăn vụng một miếng thịt mà Trang phần cho bé Vân. Đến bữa tối, Trang đếm lại, thấy thiếu thì nhìn chằm chằm vào mặt con gái của chồng mà quát. Cái con mặt xanh nanh trắng kia, có phải mẹ ăn vụng thịt của con tao không hả? Bé Linh biết không chối được nên cúi đầu nhận tội. Dạ, con chỉ dám ăn một miếng thôi ạ. Trang lại bực tức, mụ không kiêng rẻ gì nữa. Trong bữa ăn mà vung tay tắt mạnh vào mặt bé Linh rồi lại quát. Mày dám trái lời tao phải không? Hôm nay tao cho mày nhịn đói, cho mày chừa cái thói vụng trộm. Màu cút khỏi đây mà ra góc nhà đằng kia rồi úp mặt vào tường. Tao chưa tha thì không được phép ngồi xuống hay quay mặt ra nhớ chưa bé linh sợ hãi run rẩy mà làm theo lời mẹ kế hôm đó nó bị đói thế nhưng bố nó lại chẳng bênh con một câu nào chỉ là thắng thấy không vui mà đứng dậy sang chơi nhà hàng xóm ngày tháng trôi đi bé linh sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế và sự lạnh nhạt của bố đẻ chỉ có cu an là con trai nên bố nó thương hơn mà trang cũng phần nào nương tay cho Tới ngày bé Linh chuẩn bị vào lớp 2, khi nhà trường gửi bảng thu chi thì Trang lại càng tức tối. Mụ thấy ấm ức vì phải bỏ tiền đóng học cho con của chồng. Cầm tờ giấy, mắt mụ nhìn từng chữ đến trợn tròn mắt, miệng còn thì rít lên. Tiền có phải lá mít đâu mà bắt nộp lắm thế. Có ai bắt cởi chuồng đi học đâu mà đòi may đồng phục 100 ngàn. Đúng là quân ăn hại, chỉ có hành người khác chứ chẳng được cái lợi ích gì. Thắng châm điếu thuốc lào, giết một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Thì nhà nào trả thế, trường người ta thu mức thu chung, chứ có riêng gì đứa nào. con nhà ai cứ đầu năm học, là tức tốc giấy về đòi tiền, cứ như giật lông ấy. Mẹ kiếp, chúng nó ngồi bàn giấy, chỉ nghĩ đến khoản A, B, C, để bắt phụ huynh đóng. Cứ cận lòi chố mắt ra, đứa nào đưa đấy, cứ bám lấy đôi đít chai chàng hừ một tiếng rồi lại than giá cái của nợ ấy nó ngoan ngoãn biết điều thì còn đỡ tức đây á trông cái mặt không đần như cờ ngâm thì lại cứ còng còng đi học chi cho tốn cơm áo gạo tiền thắng trầm ngâm đáp lại thì cũng phải cho nó đi học để biết cái chữ chứ không lẽ bắt nó ở nhà thế thì sang hàm xóm người ta dị nghị sao hay là mình sang nhà bà ngoại nó đánh tiếng xem? Nó vẫn còn cậu mợ và ông bà ngoại đấy. Chẳng lẽ mẹ nó chết, đằng ngoại không thay mẹ nó có trách nhiệm sao? Thắng trả lời bằng cái giọng đều đều của kẻ vừa phê thuốc lào. Không lẽ giờ tự dưng vác mặt sang đó kể lệ cái linh sắp vào năm học nên cần tiền thế nọ, cần tiền thế kia. Ông bà ngoại nó già cả rồi mà lại phụ thuộc con cái họ đã muốn cho thì năm học trước khi con bé vào lớp 1 đã cho rồi. Hơn nữa, nếu xét về trách nhiệm thì tôi mới là kẻ phải lo cho hai đứa. Giờ biết nói thế người ta thế nào đây? Đằng ngoại á, có lòng á, thì đã tự động cho rồi. Chứ cứ nói ra lại mang tiếng là phải đi xin. Như thế thì mất sĩ diện lắm. Chàng lại thêm lời châm chọc. Vậy họ không có trách nhiệm thì thôi, coi như không liên quan gì từ nay cấm hai đứa kia đến đó dù chỉ một bước. Thắng lại cau mày. Nhưng tôi sợ làm thế lại quá đáng quá. Quá gì mà quá, anh không nghe lời tôi thì để chúng nó cứ về bên đấy. Cho bọn bơm đẻo rồi chúng nó chống đối lại tôi. Thực ra chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi. Thắng nghe vợ nói thì như vỡ ra nhiều điều, lão lập tức đi gọi hai đứa trẻ. Linh, An, đâu rồi? Hai chị em lò dò lại gần mà thưa. Dạ, con đây ạ. À. Thắng lại ra chỉ thị. Từ bây giờ trở đi, tao cấm chúng mày sang nhà bà ngoại chơi, nghe không? Chúng mày không có cậu mở ông bà gì xuất. Hai đứa sợ bố mà tiêu nghỉu đáp lại. Vâng ạ. À. Cũng kể từ đó, hai đứa chúng nó có nhớ bà ngoại cũng không dám sang chơi. Hôm đó gặp cậu Hà ở trường thì cậu mới mua cho bé Linh gói bim bim. Nhưng nó chỉ sợ ai nhìn thấy, lại vẽ mách bố và mẹ kế. Nhưng nó lại thương em mà không ăn hết, nó phần cho cô An một ít và gói vào trong tờ giấy. Khi đi học về thì gọi cô An ra sau nhà nó nhỏ. Bim bim này, em ăn đi. Thằng cô An, lâu không được ăn quà, chị cho bim bim thì thích chí, cười reo. a chị Linh cho bim bim, em thích quá, thích quá chị vân ở nhà chẳng cho em miếng bim bim nào cả vì sự vô ý của thằng bé mà trang ở trong nhà đã nghe thấy mụ vòng ra sau thấy hai chị em bé linh đang thụt bón cho nhau mụ tiến lại mà hét lên chúng mày lại làm cái gì đấy cái bọc kia là cái gì đấy hả đưa tao xem bé linh và cô an sợ hãi đặt bọc giấy gói bim bim ra trước mắt mụ giằng lấy rồi lại quát chúng mày lại làm cái gì đấy? Cái bọc kia là cái gì đấy hả? Ở đâu? Ở đâu mà chúng mày có? Có phải chúng mày lấy trộm bim bim của bé Vân Tào cất trong phòng không hả? Bé Linh cãi lại. Dạ không ạ. Con, con không ăn trộm đâu ạ. Chàng chẳng cần biết đúng sai mà vả cho mỗi đứa mấy phát vào mặt rồi nói. À, còn cãi hả? À? Chúng mày lấy ở đâu ra? Hai đứa trẻ ôm mặt khóc nức nở, mà chẳng trả lời chàng lại chạy thẳng vào trong phòng để kiểm tra thì bịch bim bim mà mụ mua vẫn còn đủ 10 gói trong đó cũng không có gói nào bị rách thế là mụ cầm cái roi lùa hai đứa con chồng vào nhà rồi tra khảo mụ quát lớn nói mau ở đâu chúng mày có bim bim này cô an mếu máu rồi nói chỉ con cho con con không biết ạ à. mụ lại quay về phía bé linh mà hét lên mày lấy ở đâu hay mày ăn trộm của ai bé linh sợ mụ mà khai thật dạ dạ cậu hạ cậu hạ đã mua cho con ạ à? chàng lại hỏi một lần nữa mày nói lại cho tao nghe xem nào bé linh một lần nữa khẳng định dạ cậu hạ đi qua nhìn thấy con đã gọi con ra cổng trường mà mua bim bim cho con ạ à? chàng lại lồng lộn tức tối lấy roi quất lia lịa vào người bé linh vừa quất mụ vừa mắng. Tao và bố mày đã dặn chúng mày không được qua lại với bọn họ mà chúng mày không nghe phải không? Đúng lúc đó, Thắng cũng đi đám cưới về trong tình trạng ngà ngà men. Lão lại lên tiếng hỏi vợ với cái giọng lẻ nhẹ. Chuyện gì mà mấy mẹ con ẩm ý thế? Chàng lại xa xả nạt chồng. Đấy, anh xem, con anh nó có nghe lời tôi không? nó và đàng ngoại vẫn âm thầm qua lại thì thụt sau lưng anh kia kìa sau này chúng nó sẽ còn chống đối hơn nữa đấy thắng bị vợ kích động cộng với hơi men trong người khiến cho lão như con thú hoang mà xông vào đấm đá bé linh túi bụi mồ côi cha ăn cơm với cá mồ côi mẹ liếm lá đầu đường vẫn biết đàn bà lo lắng và chăm chút cho con cái hơn nhưng số phận mỗi người lại không cho chúng ta có sự lựa chọn hai chị em linh và an có lẽ sẽ đỡ khổ hơn nếu không có tên bố ngu si nhu nhược và lú lẫn như thắng chỉ vì em trai của vợ đầu mua cho con gái gói bim bim cũng làm lão điên tiết mà hành hạ con bé như thế trong mắt của lão lúc đó bé linh không phải là con gái mà là kẻ thù hay là bao cát để lão đấm đá cho hả men rượu trong nhà cô an nhìn ra mà sợ hãi vãi đái cả ra quần nó thương chị nó no lắm, nhưng cảnh này thì nhìn đã quen, lại sợ bố và mẹ kế nên không dám nói một lời. Vì chính nó, nếu nói ra một câu cũng sẽ là cái cớ để bố nói đánh. Bé Vân cứ đứng dưng dưng nhìn chị Hờ bị bố dượng đánh mà chẳng phản ứng. Với nó, chuyện này cũng giống như xem một bộ phim trường mà thôi. Trái ngược với thái độ, hùng hổ, bậm trợn và đánh con đến toát mồ hôi của chồng, thì Trang lại thành thơi, ung dung khoanh tay đứng nhìn. Bé Linh thì đau quá, không kêu nổi nữa, đến mức nó không còn cảm nhận được cái đau mỗi khi khuỷu tay hay bàn chân của bố nó đập vào da thịt. Bên tai của nó chỉ còn nghe tiếng bùm bụp của sự va chạm trên thân thể. Con bé sắp không chịu nổi được nữa, mắt nó muốn nhắm lại để lịm đi rồi. Đến cố chót, thắng sông Phi đã ti liệp vào bụng con gái, khiến cho bé Linh bất tỉnh thật thế nhưng lão không tha mà còn định đánh nữa cho đến khi cô mai hàng xóm đi qua đã chứng kiến cảnh tàn bạo đó mà xông vào can ngăn cô này đã hét lên anh thắng sau anh hành hung con gái của mình như vậy hả anh còn có nhân tính nữa không thắng bị hàng xóm mắng thì cay cú rồi vặc lại cô tránh ra đây không phải là việc của nhà cô còn tôi hư thì tôi dạy cô mai đáp lại anh đang dạy hay anh đang hành hạ nó anh xem nếu anh là người bị người ta đánh như thế này thì anh có đau không huống chi nó chỉ là một đứa trẻ con chàng chống nạnh đáp lại chẳng có bố mẹ nào muốn đánh con như thế đâu nhưng nó hư quá nên bố nó mới đánh đấy cô mai nguyết trang một cái rồi không thèm đáp lại mà bế bé, bé linh vào giường rồi đặt nó nằm xuống cô này nhìn mặt mũi con bé sưng đỏ thì lại nói các người ác vừa thôi, ai lại đánh con bé sưng phủ cả mặt mũi, người ngợm đến nỗi, nó bị ngất đi như thế này cơ chứ. Thắng còn lẻ nhẹ đáp. Nó sợ đòn nên giả vờ đấy, tí nữa, nó lại nhân nhởn ra ngay, cô không phải bận tâm. Cô Ma liền đáp trả. Được, để tôi báo công an là anh hành hạ con mình để họ đến đây lấy chứng cứ là anh đánh con bé đến mức độ nào. Thắng nghe đến công an thì thộn mặt, không dám cãi nữa còn trang thì phân bua tôi đã can rồi mà bố nó cứ không nghe cơ cũng bởi nó hư quá nên ông ấy giận mà trong người lại có men cô mai chẳng thèm chứng thực lời trang nói mà lại quát mụ chị còn không lấy hộp dầu gió mà bôi cho nó cứ nói mồm thì có ích gì trang nghe thế cũng vội vàng tất tả đi kiếm dầu gió và cùng cô mai sức dầu cho con chồng phần cô mai nghĩ mọi chuyện đã yên ổn nên cũng về trận đòn tàn bạo ấy khiến bé linh bị thâm tím mặt và đau khắp mình mẩy thế là nó bị cho nghỉ học ở nhà một tuần với lý do ốm cũng may vì ngại bị hàng xóm thấy dị nghị lại gây rắc rối nên trang cũng như thắng đỡ hành hạ hai đứa trẻ hơn ít ra là bọn chúng không công khai hành hạ nữa nhưng bé linh và cô an thì vẫn bị hắt hủi như thường cơm không đủ no áo thì cũ sờn sống trong cảnh bố vô tâm mẹ kế độc ác miếng cơm cũng còn phải nhìn sắc mặt trái ngược với hai chị em bé vân thì được nuông chiều nên càng ngày càng láo toét mất dậy lại nói thêm về trang chẳng hiểu do mụ đối xử tàn tệ với con chồng quá hay bởi vì mụ ám ảnh vì đầu độc hại chết mẹ chồng mà mụ hay mơ thấy bà về đòi mạng hay cái ánh mắt của người vợ đầu nhìn mình như đe dọa đêm đó đang mơ ngủ còn chưa say giấc thì mụ lại nghe tiếng mẹ chồng văng vẳng bên tai con ác độc mày giết tao tao sẽ lôi mày theo mày phải đền mạng cho tao chàng sợ hãi giật mình ngồi bật dậy trên vầng trán vẫn thấm đẫm mồ hôi thế nhưng mụ tự chấn an mình rằng làm gì có ma quỷ vẫn là nửa đêm Mụ lại mơ thấy chị Xuân ngồi ở đầu giường, chị đưa tay đầy máu ra rồi chỉ thẳng mặt mụ mà quát: "Còn đàn bà độc ác kia, mày mày cướp chồng tao, rồi mày lại hành hạ con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu." Lần này trăng sợ quá, la hét ầm ĩ, mặc cho Thắng hỏi mơ cái gì, mụ cũng không nói. Vậy là mụ sợ hãi mà tỉnh đến sáng luôn. Mụ đến nhà em gái để than thở Đêm qua tôi không ngủ được, cứ mơ thấy bà Hoa và chị Xuân về dọa dẫm rồi trách móc. Tôi sợ đến không dám nhắm mắt đấy. Nhàn suy nghĩ một lúc rồi lại đáp. Em nghĩ chị nên đi thỉnh thầy về yểm cho bọn họ cho yên tâm. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đầy kẻ yếu bóng vía, bị vong hành cho điên dại đấy. Vì là vong nhà nên chỉ có thể yểm thôi. Nếu họ vẫn về mà hành chị nếu vợ chồng không lục đục cũng khó. Chuyện con cái rồi cái nọ cái kia không hay sẽ xảy ra đấy. Chàng lại tính từ hồi mất đứa con trai đã hơn một năm rồi mà chẳng mang thai được. Mụ tin chắc chắn là bị vong ám về phá nên hỏi lại em gái. Thế em có cách gì yểm vong đó đi được không? Tôi phải làm thế nào để yểm được đây? Nhàn lấy mảnh giấy ghi chép rồi nói với chị gái chị theo địa chỉ này mà tới nói chuyện với ông thầy rồi ông ấy sẽ dặn chị chuẩn bị đổ lễ và hẹn ngày tới nhà đến ngày đó chị tới đón ông ta về thì ông ta làm lễ cho chàng lưỡng lự rồi hỏi lại thế có chắc không nhàn lại khẳng định chắc chỉ có điều hơi tốn kém đấy chàng đáp lại tốn kém thì cũng chịu chỉ sợ ông thắng không đồng ý thôi nhàn lại giảng giải chị hâm à đừng có nói với lão ấy làm gì cứ bảo thỉnh thầy đến cầu an khi đến thưa thầy cũng nhờ ông ấy nói như thế là được trang vui vẻ rồi cười ừ thế mà tôi không nghĩ ra mấy hôm sau trang đi thỉnh thầy tản về thật khi mụ trình bày nguyện vọng thì ông ta nói việc yểm bùa là việc thất đức nếu bùa bị phản thì cô sẽ sống khốn khổ chết dở sống dở đấy chị có dám làm không chàng hỏi lại phản là phản thế nào ạ thầy tản vuốt râu rồi khe khẽ nói đó là khi người khác biết chị yểm vong mà đi giải bùa hoặc có ai đó đào được mảnh bùa lên thì vong sẽ hết bị bùa trói buộc bởi thế chị sẽ phải chịu khổ sở vì linh tính của bùa đấy Trang suy nghĩ một lúc rồi lại thưa. Xin thầy cứ làm cho con đi ạ. Con tin mình kín đáo, không để lộ chuyện này đâu ạ. Thầy tản lại nói. Vậy thì, ngày mùng 10 tháng này, chị chuẩn bị một đôi gà, một trống, một mái và một cút rượu nếp. Nhớ thêm một đĩa xôi và giấy tiền đấy nữa. Việc luyện bùa thì chị cứ để tôi lo. chỉ cần để 2 triệu tiền bùa và ghi địa chỉ nhà của chị cũng như ngày mất và tuổi của vong là được đúng ngày ấy tôi sẽ tới dạ vâng ạ xin hẹn thầy vào ngày hôm đó ạ con đội ơn thầy đến đúng ngày hẹn trang đã chuẩn bị bày biện đồ lễ xôi gà oản bánh đầy đủ mụ đi ra đi vào vì sốt ruột đến nỗi thắng cũng phát cáu và nói với vợ làm gì mà cứ đi đi lại lại khiến cho tôi chóng hết cả mặt thầy nói đến thì sẽ đến thôi không phải lo đâu. Chàng nhíu mày rồi đáp lại. Kệ tôi, tôi phải lo lắng, cũng vì mình thôi. Tôi muốn cầu bình an cho em cửa em nhà. Đúng lúc ấy, thì có một chiếc xe chở thầy tản đến. Chàng vui mừng khôn xiết, mụ vội vàng đon đả. Dạ, con cảm ơn thầy đã hạ cố hả? À. Mời thầy vào nhà, lễ con đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. À. Thầy tản với cái điệu khinh khỉnh, chẳng thèm trả lời mà bước theo chân của trang vào nhà bấy giờ thắng mới lên tiếng thưa thầy thầy xem căn nhà của con có gì không ổn thì thầy giải giúp ạ à và cầu bình an cho nhà chúng con ạ à. thầy tản bấy giờ mới đáp lại tôi đã được chị nhà nhờ rồi cũng đã xem ra chạch nhà anh tôi thấy rõ nhà anh có vong chết đột ngột mà oan ức tức tuổi nên không siêu thoát được mà về quấy quả đấy hơn nữa, nhà anh lại bị trùng tang. Này tôi đến đây cũng là làm lễ cầu siêu và cầu bình an. Còn sau này, liệu mà no đi cắt trùng đi? Thắng díu dít cảm tạ. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Sau đó, theo sắp xếp và sai bảo của thầy Tản, thì vợ chồng Thắng và Trang sắp lễ ra giữa sân. Kẻ bên trái, kẻ bên phải hầu thầy làm lễ. Thầy Tản cúng bái, rồi làm phép lâu lắm chắc phải cỡ 2 giờ đồng hồ. Khi mọi việc đã hoàn tất, thầy Tản sai thắng. Anh cầm lấy cái đĩa muối gạo kia, trộn vào nhau, đi ném ra bốn góc đường, xem bốn hướng của căn nhà đi. Thắng vội vã, ngoan ngoãn làm theo. Khi lão đi rồi, thì thầy Tản lại rúi vào tay của Trang hai tờ giấy gói bùa bé tí ti, rồi thì thào dặn. Chị cầm lấy lá bùa này, nhớ cho rõ mỗi cái cho vào lọ thủy tinh rồi đóng kín nắp lại. Đợi 12 giờ đêm, hay lén đi chôn nó xuống đất ở nơi nào mà không có ai biết đấy. Nếu chị bị ai thấy mà đào nó lên rồi mở nắp ra thì chị sẽ khốn khổ đấy. Chàng cúi dạp đầu bái lại và đội ơn thầy. Đêm đến, chàng cũng theo lời thầy dặn mà mang hai cái lọ chứa bùa đi ra sau tít vườn mía để rồi tìm chỗ chôn mụ muốn đánh dấu nơi chôn để tiện bề ngăn cản nếu ai dám đào. Suy nghĩ một lúc, mụ liền lấy ra một thuồng đào hai hố sâu tầm một mét bên cạnh cây xoài. Xong xuôi, mụ an tâm đi vào nhà ngủ một giấc. Mười năm sau, bây giờ bé Linh đã là thiếu nữ 17 tuổi, còn An cũng đã là chàng thiếu niên 15 tuổi rồi làng trên xóm dưới ai cũng thương mến hai chị em họ mà đặc biệt là bé linh mấy bà cũng hay nói với nhau còn bé đẹp người đẹp nết như vậy nếu có được nó làm dâu thì còn gì bằng nữa phần trang đúng là từ ngày đó mụ ăn ngon ngủ kỹ đặc biệt là không bao giờ mơ thấy ác mộng thế nhưng mụ lại chẳng thể sinh thêm được một đứa con nào lúc đầu cũng uống bao nhiêu thuốc nam thuốc bắc Cuối cùng đi khám, bác sĩ nói tử cung của mụ bị tổn thương từ hồi sinh bé trai năm ấy, nhưng không chữa trị dứt điểm nên khó có thể mang thai nữa. Chàng lúc biết được cũng đau buồn thống thiết, nhưng Thắng lại hứa sẽ yêu thương bé Vân và không bao giờ dám có ý phản bội mụ. Thế là mụ lại dần quên đi, nhưng mà khốn nỗi, bé Vân cũng đã 16 tuổi đầu, nhưng ngoài vô duyên và ngoan ngoắt ra thì chẳng được cái nết gì cả. Ai cũng quý bến bé Linh mà Trang hậm hực lắm. Mụ tức thay con của mụ, thế là suốt ngày mụ chửi rủa chỉ cần ra đường thấy một chàng trai nào đó bị nhan sắc của con chồng làm cho lay động mà liếc nhìn cũng khiến mụ nổi cơn tam bành mà chửi rủa bé Linh. Dù Linh chẳng có lỗi gì cả, rồi một hôm thằng hậu là con của mụ nhan đến nhà bác chơi rồi ngủ lại đêm đó nó được thắng kê cho cái phản ở góc nhà thằng hậu nhẹ nhàng lò dò đi sang bên cạnh giường mà ngắm nhìn bé linh cho rõ khi đã yên tâm là linh đã ngủ say nó nhẹ nhàng lật vạt áo của linh lên bị chạm vào người nên linh mở mắt hết ẩm lên thằng hậu sợ hãi lùi về phản mà ngồi luôn trong phòng trang và thắng cũng bị tỉnh giấc mà chạy ra xem thắng vội vàng bật điện sáng lên rồi hỏi làm sao thế mày không để cho ai ngủ nữa phải không hay là mày thấy tao hiền quá nên kiếm chuyện hả bé linh nói con thấy ai đó vừa sờ vào người con hình như là hậu ấy hậu vội chối không có cháu không làm việc đó ạ à? nghe chị hét hậu mới giật mình ngồi dậy cãi cháu thề Cháu không làm việc xấu xa đó đâu ạ à? Lúc này An ngủ ở dưới giường dưới bếp mới chạy lên Biết đâu được mày chạy quay lại từ giường kia đến phản Thì mấy bước chân Mày làm oan cho cháu tao quá Chẳng qua chị em mày ghét tao Nên tìm cách thông đồng để hại cháu tao Nhằm làm nhục tao có phải không Vân cũng hùa theo để bên em họ Con nằm giường cùng với chị Linh Lúc nó hét lên thì con cũng tỉnh dậy luôn có làm gì có thấy bóng thằng hậu chạy lại phản đâu Nó vẫn ở đó mà Có đi đâu Em nằm trong Làm sao mà thấy rõ ban đêm Cách 2 mét Đã chẳng nhìn thấy gì rồi Hơn nữa Chị nằm ngoài Chán em Thì làm sao mà em thấy được Mày định vu oan cho em tao thôi Mày kiểm tra trên người mày xem Có mất cọng lông hay sợi tóc nào không Thôi Tất cả im đi mà đi ngủ Chắc cái linh nó ngủ mơ thôi nói xong thắng lại kéo vợ vào trong phòng vân và hậu cũng nằm xuống ngủ luôn còn an thì ghi chặt nắm đấm quyết không để mẹ kế bắt nạt nữa dù gì nó cũng là con trai nếu bố không bảo vệ được chị gái thì nó sẽ bảo vệ chị nó trang vốn đã có thâm thù con chồng nay vì nó dám động vào đứa cháu của mụ thì mụ càng điên tiết đến nỗi lồng lộn lên nhưng chồng thì cũng đã già mà hai đứa nó đã lớn, không thể vác gậy mà vụt được. Mụ cũng sợ, nhỡ An nó khủng lên. Bây giờ sức nó, chắc chấp cả mụ và Thắng cũng không đánh được, chứ chẳng biết chừng. Sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm, còn thằng con trai đi học, thì Trang tính sổ với đứa con gái chồng. Khi Linh đang dắt xe ra sân để đi học, mụ gọi giật lại. Con kia, mẹ lại đây tao bảo. Dạ, mẹ bảo con có việc gì ạ? Còn danh kia, ai cho mày dám vu khống cho cháu tao? Nếu mày còn dám vu an giáo hỏa cho nó một lần nữa, thì mày coi chừng tao đấy, nghe chưa? Con không hề giáo hỏa, mà chỉ là con thấy nó. Thôi, con thề con không vu an cho hậu đâu. Rõ ràng đêm qua, con thấy hậu chạm vào người con ạ. À? Nếu nó có trêu chọc, thì cũng chỉ là do loại như mày khêu gợi. Cái loại mày nhìn thấy trai là mắt tớn lên còn đưa đẩy nữa. Rồi tới lúc chở ảnh bụng ra mà người ta chửi cho đấy. Đến tao á, tao đào mả mẹ mày lên, chứ tao không để yên đâu. Chả việc đếch gì mà tao phải nghe người đời dèm pha cả nhá. Con đã làm gì mẹ mà mẹ mắng con? Con đã đưa đẩy với ai nào? Hơn nữa, mẹ con đã mất lâu rồi, mẹ đừng có động đến bà ấy nữa chàng ngó thấy cái đòn gánh dựng ở gần cửa bếp liền chạy lại cầm lấy rồi xông tới vang lia lịa vào người linh sau đó mụ còn dọa mày nhớ lấy hỗn láo với tao thì no đòn nghe chưa chuyện hôm nay tao cấm mày hé răng nói cho ai biết hay cho bố mày biết nếu không thì đừng hòng được đi học nữa dám chống đối tao thì liệu hồn đấy linh không nói gì nữa đi rửa mặt mũi rồi đi học nó chịu đựng đã thành một thói quen nên cũng không có ý định mách bố. Nhưng mà khi đến trường thì mọi chuyện đã khác. Chẳng là hôm đó có tiết thể dục do cô giáo mai dạy. Đến động tác vặn mình mà Linh cũng không thể làm được khiến cô giáo vô cùng khó chịu. Cô Mai tiến đến đá nhẹ cho Linh một cái, giang rộng chân rồi hất tay của nó lên cao. Thế là Linh đau quá, không chịu được mà kêu lên. Cô Mai giật mình, thả tay xuống và phát hiện trên tay của Linh... có nhiều vết tím thâm chẳng chịt. Cô liền gọi Linh ra một góc rồi hỏi. Ai? Là ai đã hành hung em? Dạ, em bị ngã xe thôi ạ. À? Cô Mai lắc đầu rồi đáp lại. Em đừng nói dối hay giấu giếm để làm cái gì. Vết thương của em là do vật cứng va đập vào. Nếu em còn che giấu... thì chỉ để kẻ hành hung hả hê thôi. Chúng ta đều là con người có máu có thịt cả. Thế nên phải tôn trọng cơ thể của mình và đồng loại chứ. Bởi vậy, em đừng có cho phép ai làm tổn hại thân thể của em. Em bị mẹ kế đánh đúng không? Để cô gọi cô giáo chủ nhiệm của em. Cô ấy xử lý chuyện của em thì hợp lý hơn đấy. Vậy là sau đó, trước cả cô giáo chủ nhiệm và cô giáo Mai, Linh đã kể hết toàn bộ sự việc là lý do bị mẹ kế đánh hai người phụ nữ ấy bội phần xót xa cho cô học trò nhỏ rồi chính linh cũng xin các cô giáo đừng làm to chuyện còn bé sợ ảnh hưởng tới gia đình khi cô giáo chủ nhiệm hứa sẽ không đưa ra pháp luật hay cho một ai biết nữa thì linh mới an tâm phần cô giáo chủ nhiệm biết rõ không thể để yên mà phải làm thế nào cho chuyện này không tiếp diễn nữa nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm lại gọi cho phụ huynh học sinh để góp ý Lúc này, Thắng đang đào vữa cho hội thợ xây, thì điện thoại có chuông báo của gọi đến. Lão vừa nghe máy, cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng. Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh là phụ huynh của cháu Linh, học sinh lớp 10A1 phải không ạ? Vâng, tôi là bố cháu Linh đây ạ. Cháu Linh nhà anh, bị mẹ kế hành hung, anh có biết không ạ? Hôm nay cháu Linh đi học, cô bộ môn thể dục phát hiện người cháu có nhiều vết thương khi chúng tôi gặng hỏi thì cháu nói cháu bị mẹ kế đánh lúc trước khi đi học vì bà ấy nói cháu vu oan cho đứa cháu của mình theo tôi chuyện đó gia đình tự giải quyết nhưng không nên hành hung cháu như thế bản thân tôi thấy cháu linh là một cô bé thật thà hiền lành lại ngoan ngoãn vậy nên anh là bố liệu đường mà xem xét nếu chúng tôi một lần nữa phát hiện học sinh của mình bị bạo hành xin phép anh Tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng. Vâng ạ, cảm ơn cô giáo đã cho tôi biết, để khi tôi về nhà sẽ giải quyết nội bộ gia đình ạ. Không phải thắng không biết vợ mình khắc nghiệt với con, nhưng vì nghĩ vợ chồng mới là một thể, ăn đời ở kiếp với nhau, còn con cái lớn rồi lại đi, nên lão đã quá dung túng cho vợ. Hơn nữa, vì bao lâu nay lệ đã thành thói quen mà lão cứ để vợ lấn lướt nhưng việc này trang làm thì quá đáng quá rồi nhất định đến chiều nay đi làm về lão sẽ mắng vợ một trận buổi chiều khi hai chị em linh và an đi học về đến cổng đã nghe thấy trong nhà tiếng bố và mẹ kế cãi nhau thắng mắng vợ rõ ràng bà biết thằng cháu của bà là loại chẳng ngoan ngoãn gì thế mà bà còn bênh nó để đánh con gái tôi à con gái ông thì ông chẳng bênh ông dạy nó để vài tuổi nữa nó đã quen thói mồi chài trai hay sao thứ con gái mất nết chỉ giỏi đong đưa trai thì làm được cái gì thằng hậu nó là trai mới lớn làm sao có đứa con gái trước mắt mà cứ gợi tình nó không nổi hứng cơ chứ bà quá đáng lắm rồi đấy cái linh nó đâu đến nỗi mà bà trì chiết nó này nọ bà cũng có con gái đấy nếu còn một lần nào nữa bà mắng con linh thì tôi sẽ vả vỡ mồm con vân đấy con gái tôi nết na đường hoàng chứ không phải cái loại môi cười mắt liếc như con ông. Thứ con gái cậy có tí nhàn sắc mà nết mắt ra đã biết gợi tình mời trai. Rồi mấy nữa, trai nó huyết sáo một cái là dạng háng ra thôi. Lúc ấy, đừng có trách tôi không cảnh báo. Bình cho lắm vào, nói một câu nữa thì liệu hồn với tôi. Tôi thách đấy, tôi thách đấy. Có giỏi ông đánh đi, xem nào, đánh đi thắng không kiềm chế được nên cũng vả trang một cái cháy má thế là trang như một con thú hoang sổng chuồng mụ lập tức ném hết những đồ dùng như ấm chén phích nước ra giữa sân rồi chửi chồng thậm tệ ông thật là kẻ khốn nạn lòng lang dạ sói ông đã hứa yêu thương tôi cả đời mà giờ vì con gái của ông mà ông dám đánh tôi à hỡi làng nước ôi đến đây mà xem thắng lại mắng vợ bà la làng cái gì thế hả nếu còn dám mở miệng ra thì đừng có trách tôi ác bao lâu nay tôi dung túng cho bà quá rồi thế nên bà mới được nước làm càn à lão thắng ơi hỡi lão thắng ơi lão thắng lão là loại ăn ở khốn nạn tôi rủa cho lão chết không nhắm mắt mộ dọc hàng rào lão mến đứa nào lão mang theo hết cả chùm cả họ lão cũng chết theo Còn chó con mèo cũng lăn ra chết hai đứa mất nết cũng đi theo hầu Thắng không thể chấp nhận được mụ vợ ngoan ngoắt nên đã xông ra đòi đánh. Linh và An định chạy vào can thì lại nghe Trang gào thét. Bớ làng nước ơi, cứu tôi với, lão Thắng bên đứa con gái về đánh tôi đây này. Không cho Linh chạy vào, may cho Trang là Vân cũng đi học về. Thế là nó can mẹ nó đỡ một trận đòn. Khi đó, Vân thấy hai chị em của Linh và An cứ thập thò ngoài cổng lại nghe thấy tiếng cãi vã ẩm ĩ trong nhà nên nó cũng dòm vào theo. Thấy bố dưỡng đang đuổi theo mẹ nó thì nó bặm môi lại vì tức giận. Sau đó nó cũng không chần chừ mà lao vào nhà hô lớn. Bố! Sao bố lại đánh mẹ? Như hai con người kia chẳng ai vì lời nói của nó mà dừng lại. Vẫn cứ là kẻ chạy người đuổi quanh sân. Vân không còn cách nào liền xông vào giữ thắng mà hét lên. Mẹ con đã làm cái gì mà bố đuổi đánh bà ấy như vậy? đã có khi nào bố to tiếng với mẹ con đâu. Mày hỏi mẹ mày xem, bà ấy đã gây ra chuyện gì? Đã thế lại còn không biết điều, còn bù lu bù loa. Tao nhịn mãi rồi, thì làm tới à? Con Linh, nó đồng đưa hết chai trong làng, mà nó còn đổ tội cho thằng hậu có ý đổ với nó. Sáng nay tao hỏi lại, nó vẫn vác cái mặt cân cân lên trêu tức. Thế là tao mới đánh cho nó mấy cái. Vậy thôi, mà nó đã đến trường, hớt lẻo với con mụ giáo viên. Bây giờ ông ấy còn đòi đánh tao. Còn lão thì lão vẫn thấy nó nết na, mẹ thấy chưa? Mười mấy năm qua mẹ hầu hạ nhà người ta, bây giờ họ đối xử như thế đấy. Lũ đó nó còn đang đứng ngoài cổng rình xem bố chúng nó đánh chết mẹ chưa kia kìa. Chẳng biết chừng còn đang vỗ tay khen hay đấy. An cũng nói lại. Tôi nói cho chị hay, không bỗng dưng mà mẹ chị về đây đâu. Mà bao nhiêu năm nay mẹ chị yêu thương chúng tôi thế nào thì bà ấy tự biết. Chị gái tôi, chưa ai chê chị ấy không đứng đắn. Sao mẹ con các người cứ ghen ghét mà gán tội cho chị ấy? Thằng hậu nữa, nó hồi học đầu lớp 12 đã khiến con bé lớp 9 mang bầu. Thì chị phải mất một khoản tiền để thu xếp, chị nhớ chứ? Mày đúng là dòng giống kẻ cháo trở. Khi tao về đây, giái mày còn bằng hạt gạo. Chính tao phải chăm bẫm mày để mày lớn bằng cái xào, cái gậy. Rồi lại quay sang cắn tao à? Giặt một lũ bạc tình hết. Mẹ cũng đừng nói nữa. Tất cả cũng tại tính ngoa ngoắt của mẹ mà thôi. Dù gì, sống chung trong một mái nhà, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Mày nói đơn giản nhỉ? Vì mày mà bố mày đánh mẹ tao đấy. Bây giờ, mày bảo xem như không có gì là không có gì được à? Linh cũng nói tiếp. Dù gì, em cũng mang tiếng là em gái của chị. Nhưng mà có đứa em gái nào láo tuét như em không? Đến một câu chị mà em cũng không bao giờ gọi. Qua đó cũng biết mẹ và em đối với chị và thằng An thế nào rồi đấy. Lúc đó Thắng đứng giữa mà hét to. Các người có câm hết đi không? Hay để tôi châm lửa đốt sạch cái nhà này xong? Chẳng biết lần này Thắng giận thật. Cứ làm quá lên thì lại thiệt thân. Thế là mụ kéo con gái mụ vào trong nhà sau đó hai chị em linh và an cũng đi vào kể từ hôm đó cả nhà trong tình trạng chiến tranh lạnh không ai nói với ai câu nào đến bữa linh nấu cơm gọi trang và vân xuống ăn mà hai kẻ đó vờ như không thấy đã thế mẹ con họ lại muốn trêu tức nên toàn mua đồ ăn ngon về ăn với nhau thế nhưng như vậy mãi cũng không được vậy là trang lại nói với con gái tào thấy mình làm thế này không ổn đâu tiền đâu có mà mua đồ ăn mãi, rồi lão đó tức thì lại không đưa tiền cho tao nữa, thì có mà dại. Mẹ ghét bọn kia, nhưng phải làm lành với bố chứ. Tội gì mà để bố lấy tiền nuôi bọn nó. Mọi lần ông ấy giận một đến hai hôm là thôi, có khi biết tao sai bằng thật mà ông ấy vẫn xin lỗi và làm lành trước, nhưng lần này ông ấy làm căng thật đấy. Sao mẹ bảo ông ấy không dứt mẹ được cơ mà? mẹ còn luôn tự hào là túc trí đa mưu cơ mà tại tao hôm đó tao giận con danh kia quá mà mất bình tĩnh tất cả cũng tại nó đúng là không để đâu hết hãm sao nó không chết theo mẹ nó luôn đi cho rồi vân làm vẻ cẩn mật nhìn trước ngó sau rồi thì thầm nói với mẹ nó bố giận mẹ vì đổ điêu cho con linh đúng không bây giờ mình sẽ biến những gì mẹ nói thành sự thật Ví dụ như bố nghĩ nó ngoan ngoãn thì mẹ phải cho bố thấy nó không ngoan. Trang mừng rỡ rồi hỏi lại con gái. Mày có cách gì rồi à? Nói mẹ nghe đi. Vân lại ghé sát miệng vào tai của mẹ rồi nói thì thầm. Không rõ Vân nói gì nhưng Trang thì vui vẻ đến căng cơ mặt như gái 18. Tối hôm ấy khi Thắng đi làm về đã thấy Trang đon đả. Em đun nước rồi đấy, mình vào nghỉ một lát rồi đi tắm đi cơm nước các con đã chuẩn bị sẵn rồi mà em còn mua con vịt quay nữa đấy cả nhà chúng ta hôm nay sẽ làm một bữa ra trò thắng không nói gì nhưng thực tâm thì rất vui đến tối trang lại dùng những lời nói đường mật mà thủ thị mình à em biết em sai rồi cũng vì em nghĩ không thông mà giận quá mất khôn cũng bởi em lo cho cái linh nó xinh đẹp như vậy nếu không giữ gìn thì cũng hỏng sớm khi ấy... Mình có đau lòng không? Thắng trong lòng vui sướng lắm. Nhưng lại làm ra bộ mặt. Làm phách mà giả vờ. Mắt nhắm nghiền. Chàng lại ôm chặt. Rồi đè cả lên người Thắng mà kheo gợi. Miệng mụ nỉ non. Mình... Mình vẫn giận em đấy hả? À? Em biết rồi mà. Rồi không để Thắng phản ứng. Mụ cởi phăng quần áo trên người chồng. Mà đặt tay lão lên ngực của mình. Mời chào. Dĩ nhiên thắng làm sao có thể thoát được mụ. Vậy nên, lão cũng xoay người lại mà đè lên mụ. Từ hôm giận nhau cũng cỡ một tuần rồi. Thực sự, lão cũng đã thèm tình quá rồi. Cuối cùng, sau khi chén no nê bộ lòng của Trang, thắng hết giận vợ. Chào ôi, đàn bà cũng thật cao tay. Nếu tình dục là một chiêu bài, thì phần để đàn ông khao khát lại là con át chủ bài. Từ hôm đó, mọi chuyện lại trở về như cũ chàng còn cố tình tỏ ra dễ dãi với hai đứa con của chồng hơn. Ba hôm sau, Thắng nhận được lương, lão đưa tiền cho vợ rồi dặn. Mình cầm lấy để chi tiêu trong nhà. Nhớ mang trả chú Hiếu 200 ngàn, hôm kia tôi vay nóng đấy. Chàng làm như cẩn thận lắm, mụ lấy bút ra ghi chữ chú Hiếu trên một góc tờ tiền mệnh giá 200 nghìn. Mụ bảo chồng, em sợ em quên nên ghi vào cho nhớ. Dạo này, lậm cẩm quá rồi. Đúng là tuổi già ập đến biết ngay mình ạ. À. Thắng còn đùa. Thế mình có quên tôi là chồng mình không đấy? Thế mà hôm sau, Thắng đi làm về mụ đã nói. Mình à, mình có cầm tiền đi trả chú Hiếu không? Tại sao tôi để tờ tiền đó ở đầu giường, có đè cái gối lên rồi mà trưa nay thím lành sang chơi, tôi toàn mang sang đưa trả cho thím ấy thì lại không thấy nữa. Thắng nghe vợ hỏi thì ngơ ngác. Không, tôi đã nói mình trả rồi cơ mà. Tôi thì làm gì có thời gian. Chàng đệ làm ra vẻ mặt lăn tăn. Thế thì làm sao mà lại biến mất nhở? Đồng tiền đâu thể không cánh mà bay. Thắng lại nói với vợ. Mình tìm kỹ lại xem, xem nó có rơi ở đâu không. Chàng lắc đầu. Làm gì có, sau khi thím lành về, tôi cũng đã dọn phòng rồi, nhưng không hề có tung tích của nó đâu. Thắng lấy làm thất vọng mà lẩm bẩm. Thật là kỳ quái. Thế rồi, Trang lại hướng tâm cho chồng mộ liền xôi Hay mình gọi cả ba đứa lên, rồi hỏi xem có đứa nào nó lấy không, hay có nhặt được không. Thằng An với cái Linh, tôi ngại tôi không muốn hỏi đâu. Còn cái Vân, tôi cũng chưa hỏi đâu. Thắng đứng giữa nhà rồi hỏi lớn. Linh, An, Vân ơi, Mấy đứa chúng mày lên đây Bố hỏi chúng mày một chút xem nào Cả ba đứa nhanh chóng đi lên Đứng trước mặt Thắng Lão hỏi Mẹ để tờ 200 ngàn kẹp ở dưới gối Bây giờ tự dưng mà mất Có đứa nào nhặt được Hay trót cầm thì trả lại để bố trả nợ Số tiền đó là cả ngày công đi bê vữa đến Nhừ cả tay Gánh gạch đến chảy vai của bố Chứ không phải tự dưng mà có đâu Cả ba đứa đồng thanh đáp dạ con không biết ạ à? trang lại ra đó làm ra câu chuyện không lẽ đồng tiền biến mất à đồng tiền nó có đánh dấu đứa nào chót lấy thì trả lại đi rồi bố mẹ cho qua tất cả ba đứa đều im lặng tới hồi lâu trang lại nói với thắng không đứa nào nhận thì mình lục đồ của ba đứa đi bắt đầu từ cái vân trước cái vân đáp với giọng tự tin bố mẹ thích thì bố mẹ cứ khám đi con không có làm gì, con không sợ. An cảm giác bị xúc phạm nên cãi lại. Khám xét đồ cá nhân của con thế. Bố đang coi con là tội phạm đấy à? Vân lại réo lên. Thế mày không lấy thì mày lo gì? Không cho khám thì khác nào mày có tật giật mình. Mày xem, chị Linh có phản đối đâu. Rồi nó quay sang nói với chị Linh như thể rào trước. Em nói thế có đúng không hả chị Linh? Linh vốn hiền lành, nhút nhát, nó cũng chỉ ẩm ừ cho qua. Thế là Thắng đi khám đồ từng đứa một, bắt đầu từ cái vân. Lão khám từng túi quần áo đến túi sách, rồi đến cặp và đồ dùng cá nhân. Đến lượt an, quy trình cũng diễn ra như thế, nhưng cả hai không hề có phát hiện gì. Tới lượt Linh, Thắng không hề nghĩ rằng con gái của mình lại trộm cắp, nhưng không thể bỏ qua nếu gây hiểm khích với vợ Thế là, lão vẫn khám từng thứ đồ của Linh một. Khi lão xét cẩn thận, từ quần áo hay cặp sách đến ngăn nhỏ trong chiếc cặp, thì lại thấy có tờ 200 ngàn mà ở góc mép tờ tiền có ghi chữ chú Hiếu. Thắng tức giận rồi hỏi con gái. Thế này là như thế nào hả Linh? Mày nói xem. Linh giật mình vội vàng phủ nhận. Còn con không biết ạ, à? không phải con lấy đâu ạ. À? Vân đứng bên cạnh xía vào chị à em tin chị mà đồng tiền có cánh nó tự bay vào đây mà trước lời mỉa mai và kích bác từ miệng đứa con riêng của vợ khiến cho thắng bị kích động lão vùng tay tát mạnh vào mặt con gái rồi mắng tao không ngờ mày là cái loại mất dậy như vậy đấy ai dạy mày cái thói trộm cắp như thế hả linh không chịu nhận tội mà kêu oan con thề với bố là con không lấy trộm của mẹ con cũng chưa từng nhìn thấy đồng tiền này ạ à thắng vẫn tức giận mà đánh con gái mày mày còn cãi à mày còn oan lắm đấy hả mỗi câu mắng chửi lão lại tát bôm bốp vào mặt con gái an ôm lấy chị mà xin bố ơi bố bình tĩnh đã chị linh không làm những chuyện như thế này đâu ạ à. chàng cũng giả vờ can ngăn thôi mình à từ từ để con hỏi đã hay nó cần tiền để làm gì mà lại lấy trộm thắng bình tĩnh hơn lão hỏi lại linh Mày nói đi, mày trộm tiền để làm cái gì? Linh vẫn một mực chối cãi. Con không lấy, con không biết tại sao nó lại ở trong đây. Thắng cho rằng con gái ngoan cố lại không biết nhận sai, nên giận quá mà bỏ vào trong nhà. Chàng giả vờ thương cảm hỏi con chồng. Con nói đi, con cần tiền để làm gì? Sao không hỏi mẹ mà đi lấy trộm hả con? Linh nức nở. Con thề trước trời là con không lấy vân không điềm tĩnh như mẹ nó nhìn linh cười mỉa mai an ôm chị an ủi nói nhỏ với linh chị không lấy trộm thì chỉ có kẻ nào đó đã giấu tiền vào trong đấy và sắp xếp một cái bẫy thôi tại sao mọi chuyện lại xảy ra khớp như vậy được cơ chứ linh đáp lại em trai rất nhỏ ý em nói là bọn họ đã bày mưu sao nhưng bọn họ làm như thế để làm gì chứ an liền trả lời thì để đánh mất lòng tin của bố chứ sao chị nhìn thái độ của bà trang xem bỗng dưng bà ấy lại tốt với mình một cách kỳ lạ nhưng em chỉ lo bọn họ có mục đích gì đó đằng sau còn to lớn hơn ấy linh run rẩy đứng lên không nói nổi miệng lầm bầm thật đáng sợ từ hôm đó thắng nghĩ khác về con gái lão lại nhớ đến những lời vợ nói càng nghĩ lão càng thấy có lý nếu linh có tính trộm cắp thì thói lăng nhăng cũng sớm xuất hiện như thể sự xấu xa phải đi đôi với nhau không để cho có chuyện một xác hai hồn hay là hồn ve xác bướm dân làng cũng bắt đầu dì tai nhau về chuyện linh đứa con ngoan ngoãn như linh cũng chỉ là giả nai thực chất thì chỉ là một đứa trộm cắp mà thôi đương nhiên việc truyền thông tốt như vậy là nhờ sự túc trí đa mưu của mẹ con nhà trang bọn chúng không công khai rõ ràng nói xấu, nhưng luôn bày trò diễn kịch để cho kẻ thứ ba biết được câu chuyện. Lúc thì đi trên đường cố tình nói với nhau về chuyện thắng khám cặp con gái, thấy tiền bị mất, khi thì giả vờ mở miệng ra, nói như kẻ chuyện vô tình. Tóm lại, hai kẻ đó không những đã thay đổi được cách suy nghĩ của Thắng mà còn gieo rắt vào lòng dân những nghi kỵ về bản chất của Linh. Mụ Trang thì chỉ là căm thù con chồng nên muốn mọi người quen lưng lại với chị em nhà Linh cho hả dạ. Nhưng riêng con Vân lo làm như thế để nó phá hoại hình ảnh trong sáng như thánh nữ của Linh trong trái tim một chàng trai trẻ tên là Hoàng. Năm nay 20 tuổi, Hoàng chính là con nhà ông bà Bưởi ở xóm trên. Nhà ông bà Bưởi có chiếc thuyền máy mà bọn học sinh phải lên đó để qua sông Hồng, đi một ngày hai lượt vé thuyền thì cũng chẳng đáng là bao chỉ vài đồng đủ mua dầu chạy máy nhưng vì cái tâm mà ông bà bám trụ với cái bến đò này lại nói về phần hoàng vài lần cậu thay bố trèo đò thì biết đến linh càng ngày cậu càng say đắm cô bé đó lâu dần việc trèo đò là một hạnh phúc để được ở bên cạnh linh chứ không phải là một công việc giúp bố mẹ nữa Tuy Hoàng chưa dám thổ lộ, nhưng tình cảm cậu dành cho Linh rất rõ ràng. Chỉ là Linh ngốc quá mà không nhận ra. Người phát hiện ra tình ý của Hoàng lại là con Vân. Vân vốn có tình cảm với anh lái đỏ đẹp trai, nhưng vì phát hiện ra anh ta thích chị hờ của mình thì tức lộn ruột. Thế nên nó mới bày trò để hạ nhục Linh, cũng là để Hoàng không còn yêu Linh nữa. Đúng là tình yêu có muôn vàn sức mạnh, nó có thể biến điều không thể thành có thể tình yêu khiến cho đôi mắt kẻ cuồng yêu trở nên mê muội những gì mà người mình yêu đã làm thì kẻ cuồng yêu sẽ chẳng phân định được đúng sai mà cho rằng nó tốt đẹp nhất chẳng thế mà nếu một mình méo mó được hình vẽ kẻ đang yêu cũng sẽ biến thành hình tròn thế nên hoàng tuyệt đối tin tưởng rằng linh không bao giờ như thế mặc cho hàng xóm hay những đứa bạn cùng trang lứa xì xào về linh cậu ta cũng chỉ làm ra điều khó chịu vì người mình yêu bị nói xấu chứ hoàng không vì thế mà lung lay một hôm linh và an đi học sớm nên lại lên thuyền trước hoàng cười hớn hở vì có cơ hội bắt chuyện cậu ta hỏi hôm nay hai chị em đi học sớm thế linh lý nhí hôm nay em có bài kiểm tra toán một tiết nên muốn đến sớm cho an tâm và tranh thủ ôn bài bố anh hoàng độ này không làm nữa à lâu rồi em toàn thấy anh lái đỏ thay bác bưởi thôi hoàng cười chả nhẽ lại nói vì anh muốn gặp em nên tranh lái đỏ của bác sớm chiều đấy à bố anh già yếu rồi nên anh thay ông ấy lái đỏ chuyến sáng sớm và chiều khi đưa đón học sinh lúc ấy là lúc đông người nhất nên phải vững lái mới được chứ anh làm cơ khí cũng bận lắm. Đưa học sinh sang sông là anh vội vàng quay về để đi làm luôn đấy. An cười tít mắt. Anh có nhận dạy nghề không? Em cũng muốn làm cơ khí. Em thích mẫu người đàn ông rắn giỏi mà hàn xì hay uốn sắt thì khéo như anh ấy. Như thế là vừa nhu vừa cương anh nhờ. Hoàng xoa đầu An rồi nói. Cô cậu cứ như ông cụ non ấy. Giờ em đi học ngoan đi. Học hết cấp 3 thì không đi học nữa, anh về anh dạy nghề cho. Nếu muốn thì làm cùng anh luôn. An thích chí reo lên. Anh hứa đấy nhá. Sau đó ba người nói chuyện qua lại vài câu cũng là để chờ những học sinh khác. Không khí sẽ vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của con Vân. Thực ra thì nó đến bến đò cũng một lúc rồi nhưng thấy chị em Linh và An đã ra trước nói chuyện với Hoàng làm cho nó hậm hực nên nấp ở bụi cây ven sông mà rình. Khi chứng kiến ba người họ vui vẻ cười đùa, khiến con Vân máu vì ghen tuông, nó sổng sọc lên thuyền với cái mặt to như cái bánh bao nở. Thế rồi, nó không có cớ sự chút giận nên, rồi trách chị Hờ. Sao mày đi học, mày không gọi tao, mày đi sớm để đú rợn phải không? Linh giận quá mắng lại. Em ăn nói cho cẩn thận, lúc sáng nay chị gọi, thì em nói đi học gì giờ này, bây giờ em lại trách chị không gọi em em vô lý vừa thôi còn Vân vẫn lụng bụng tao nói thế mà mày không chờ tao à An không nhịn được nữa lên tiếng chị đừng có hỗn láo dù gì chị cũng là phận làm em đừng có mà láo tuyết xưng mày tao với chị Linh cẩn thận tôi rú xuống sông đó còn Vân lại chua chéo mày dám ư chị em mày giỏi rồi chúng mày cậy có hai đứa nên bắt nạt tao phải không con này nó chửi bới mất dậy, hơn nữa đến hoàng can cũng không được mà lắc đầu ngao ngán. Mãi cho tới lúc học sinh lên thuyền đông thì Vân mới chịu nín. Cả đám ai cũng muốn tránh ra và chẳng muốn dây dưa với nó vì cái thói khó ưa và ngoan ngoắt. Nhưng con Vân chẳng hiểu lại cho rằng để người ta sợ là oai. Đến chiều khi tan học về, con Vân vẫn còn tức lắm, mặt nó hầm hầm khi đối diện với chị em nhà Linh. Đến khi về, nó lại bơm vào tai của mẹ nó. Mẹ biết không, con Linh ấy, nó đang lăng nhăng đong đưa với anh lái đò đấy ạ. À? Chàng để môi rồi hỏi lại. Sao trước, mẹ nói ông lái đò, bây giờ lại nói là anh lái đò. Thế còn Linh nó gian díu với ông già hay là thằng trẻ đây? Còn Vân trả lời. Anh ấy là con trai của ông lái đò nên bây giờ đi giúp bố vài chuyến. Cái con Linh thấy trai thì mắt cứ tớn lên đong đa lúng liếng chàng giết lên đấy tao nhìn mặt con này đã thấy ghét lắm rồi thế mà bố nó cứ bênh mãi Còn vân lại kích bác thì mẹ phải để cho ông ấy biết con mình là loại như thế nào chứ mẹ chịu thua thế à chàng thở dài chả lẽ bây giờ cứ đi đánh nó cái tội mồi chài trai à bằng chứng đâu hay chỉ là võ mồm của mày nói khi ấy, ông Thắng lại bênh con. Chúng ta đổ điêu cho nó rồi. Có khi ông ấy đuổi mẹ con mình ra đường đấy. Còn Vân cười thớ lợ. Mẹ không phải lo, mình vẫn chơi trò cũ thôi. Lần này cứ để ông ấy tự xử, mình không can thiệp nữa. Mụ Trang dối giết hỏi con gái. Thế mày định làm như thế nào? Còn Vân lại thì thầm vào tai mẹ nó. Mụ Trang nghe xong thì cười đến quên cả trời đất. Thế là hai kẻ khốn nạn đó lại giáp tâm dùng kế ly gián bố con ông Thắng nhằm tiến tới mục đích sau này còn lớn hơn. Đến một ngày, ông Thắng lén kiểm tra đồ cá nhân của con gái lại phát hiện ra hai chiếc bao cao su còn nguyên phong bì và xếp ngay ngắn ở góc tủ quần áo. Lão hùng hổ xông tới, giáng một trận đòn thật mạnh vào mặt con, khiến cho cái Linh ngã ra mà rơi cả chồng bát đĩa đang chuẩn bị sắp mâm. Ông Thắng không thèm quan tâm, ném hai chiếc bao cao su đó vào mặt của cái Linh mà tra khảo. "Mày nói đi, cái này mày lấy ở đâu ra? Tại sao mày có nó và mày dùng nó để làm cái gì?" Cái Linh vẫn còn nằm ở dưới nền bếp, liếc sang hai chiếc bao cao su, sau đó rồi lóc cóc đứng dậy thưa. "Con thể là con không biết thứ đó là cái gì ạ, à? con chưa bao giờ con nhìn thấy ạ." À? Ông Thắng lại quát: thế thì tại sao tự dưng nó chui vào tủ quần áo của mày hả đừng nói với tao là mày không biết bao cao su dùng để làm gì nhé có phải lần trước mày trộm tiền cũng là để mua cái thứ này không cái loại con gái mất nết mất dạy tao không có đứa con gái như mày cái linh van xin bố con xin bố hãy tin con con không hề biết chuyện gì con cũng chưa hề ăn trộm một đồng tiền nào cả còn con cũng không biết tại sao bao cao su lại để ở trong tủ quần áo của con ạ. À? Nếu con nói điều thì con bị xét đánh chết. Thế nhưng mặc lời thể độc và sự cầu xin của con gái, ông Thắng vẫn không tin kết linh. Ngược lại, lão còn giận dữ hơn. Tiếp đến, lão lại ra đằng sau nhà, lấy đoạn củi xoan to bằng cổ tay mà mang vào đánh con gái. Mỗi lần phang gậy vào người cái linh, lão đều chửi mắng rất thậm tệ thằng an khi ấy vừa đi ra ao câu cá về đã thấy bố đánh chị quá tàn bạo thì xông vào can ngăn bố bố hãy tin chị từ trước đến nay chị không hề làm gì trái phép thất đức cả ông thắng lại mắng con trai mày cút ra nếu không tao đánh cả mày đấy thằng an không chịu được nữa rồi nói sao con của bố đẻ ra mà bố không tin bố bị người ta dắt mũi mà bố không biết tất cả sự việc này là do có người bày mưu sắp đặt hết cả ông thắng nghe thế lại càng thêm giận dữ lão hét lên với hai đứa con cái lũ mất dạy còn bênh che cho nhau à đã không biết nhận lỗi để khuyên bảo nhau thay đổi lại còn dám vu khống bịa đặt cho người khác tao biết mày nghe bên ngoài nên ghét mẹ kế mà bày trò đổ tội cho bà ấy đúng không một lũ xúc sinh nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo Thằng An lại cãi. Bố thử nhìn lại mình đi, bố có xứng đáng làm bố không? Ông Thắng điên tiết đuổi hai đứa con. Cái lũ phản phúc, chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Thằng An cũng mất bình tĩnh mà trả treo. Bố sinh ra thì bố không tin, bố làm mẹ con khổ đến lúc chết. Đến bọn con là máu thịt của bố, bố cũng không bằng bà ta. Ông Thắng nghe con trai dám tố cáo mình và động đến vợ thì giận dữ hơn Lão lại mạnh tay hơn lúc trước Đẩy thằng An ra khỏi bếp rồi mắng Mày cút đi Tao không có đứa con mất dạy và láo tuét như mày Cái Linh lại cầu xin Bố ơi Em con lỡ miệng Chứ nó không có ý gì xấu đâu ạ à. Chẳng ngờ Ông Thắng đuổi cả con gái Mày, mày cũng cút theo nó luôn đi Từ nay tao chỉ có mình con Vân là con thôi Nghe được lời nói đó trong lòng cái linh thấy bị tổn thương ghê gớm nó cũng không thèm cầu xin bố nữa mà đứng lặng yên vì uất hận ông thắng chạy lên nhà mở tủ quần áo vơ vài bộ của hai đứa ném ra sân rồi lại đuổi cắp lấy mà cút đi từ nay tao từ chúng mày không còn bố con gì cả thằng an nói với chị bố đã từ thì mình đi xem như bố đã đi theo mẹ rồi sau này ông ấy sẽ phải hối hận vì nuôi con thiên hạ mà đuổi con mình. Cái linh buồn bã không đáp. Nó nhặt lấy quần áo của hai chị em rồi cùng thằng An dắt chiếc xe đạp cũ đến đầu làng. Thằng An mới hỏi. Giờ chúng ta đi đâu? Thằng An nghĩ một hồi rồi trả lời. Đành về tá túc nhà cậu một thời gian rồi em đi xin bê gạch ở lò gạch nhà ông Môn để lấy tiền học. Còn chị, chị đi hái dâu tầm cho người ta cũng được đấy mình bỏ học thêm chỉ học chính thôi buổi còn lại thì đi làm cái linh gượng cười rồi đáp lại ừ thực ra nó buồn lắm vì bố không thương nó nhưng lại thấy thằng em trưởng thành hơn nhiều nên lòng nó cũng an tâm hai đứa trẻ lại chở nhau trên chiếc xe đạp cũ đến nhà bà ngoại cái linh gọi to bà ơi cậu mợ ơi mợ mận đang xem có phải tiếng cái linh không mợ nhìn ra cổng thấy hai đứa cháu chồng lếch thích thì đáp lại mẹ chồng đúng là cái linh với thằng an mẹ ạ có chuyện gì mà hai đứa đi vào buổi trưa nắng nôi như thế này rồi lại ôm theo cả đống quần áo nữa thằng an kể bố cháu nói chị linh lấy trộm tiền rồi còn giấu bao cao su nên đánh chị ấy ạ à? cháu vào can thì ông ấy đánh đuổi hai chị em cháu nhưng cháu tin là chị cháu không làm như thế Cháu thề với bà và mợ là cháu không làm những việc xấu xa đó. Cháu không nhận, nhưng bố cháu không tin mà cứ khăng khăng bắt tội. Bây giờ chúng cháu không có nơi nào để đi, nên muốn đến đây xin bà và cậu mợ tá túc. Chúng cháu sẽ hứa, sẽ cố gắng tự lo kiếm sống, chứ không phiền nhà mình đâu ạ. À? Mợ mận lúc này nói, Chúng mày nói như thể là mợ không cho chúng mày ở vậy đấy. Cứ tạm thời ở lại đây mà lo học hành, rồi có gì tính sau. Thế cậu Hạ và em đang đâu rồi À? Cậu với em đi ăn cỗ bên làng Bình rồi. Nói đến ăn, bụng thằng An xéo lên ủng ục, đến nỗi mợ mận ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Đoán được hai đứa cháu chưa được ăn nên hỏi lại. Chúng mày đói rồi phải không? Đi ra giếng, rửa tay chân, rồi vào bếp lấy cơm mà ăn. Đến chiều, cậu Hạ mới chở thằng Đăng về trên con xe Dream. Sau khi nghe cháu thuật lại câu chuyện thì rất tức giận, tay đang vê điếu thuốc lào mà cậu Hạ ném luôn ra sân rồi khùng khùng nổi giận. Để tao sang, nói lý lẽ với ông ta, trước kia phụ bạc hành hạ mẹ mày, để mẹ mày chết vẫn còn khổ, tao đã nén nhìn ông ấy rất lâu rồi. Trước cái loại anh rẻ đó, tao khinh, bây giờ lại còn đối xử tàn tệ với cả con đẻ của mình nữa mợ mận ngăn lại thôi mình ạ à, mình sống để đức cho con cháu là được rồi kệ đi trước mắt là đừng hành động gì để bọn trẻ ổn định học hành sau này sẽ có nhân quả báo ứng thôi cậu ơi cậu xin ông môn cho con đến đó đóng gạch đi ạ à? còn sẽ học một buổi còn một buổi con đi làm ạ à? cậu hạ nói việc của mày là học chuyện này sau hãnh tính tuổi còn nhỏ không nên làm những việc nặng nhọc như thế đâu Tại nhà ông Thắng, ông Thắng thấy mãi hai con không về thì cũng vô cùng lo lắng. Ông nghĩ rằng mình cũng thật sự quá nóng giận, chưa tìm hiểu kỹ mà đã đuổi hai con đi. Chàng thấy chồng mặt mày sầm sì, còn làm như không hiểu chuyện gì mà sai cái Linh. Linh ơi, dọn mâm lên ăn cơm đi, chưa trời chưa trượt rồi. Ông vẫn còn buồn vì đã đuổi chúng nó đi đấy hả? À? Cái lũ mất dậy, cái loại đó thà không có còn hơn. Nhưng mà dù gì, chúng nó cũng là con của tôi. Mình làm thế lại mang tiếng. Tiếng cũng được, chứ có hai đứa con, một đứa mất dậy láo tuyết, một đứa lăng loàn ăn cắp thì tôi không cần. Tôi cũng cấm mình nhắc đến chúng nó, để xem chúng nó đi được bao lâu hay ba bữa một ngày lại vác xác về. Dù gì nó cũng là con của mình đấy, nó có xấu thì cũng do mình sinh ra. Mình từ từ mà dạy, chứ ai lại bỏ con bao giờ đêm đó bỗng nhiên bão về ở một góc cây xoài bị bật tung gốc lên cả hai lọ thủy tinh năm ấy mà dễ cây đâm vào hai cái lọ đó nên đã khiến nó bị vỡ ra sau một đêm mưa bão mảnh bùa cũng bị ngấm nước mà vỡ ra khi mưa đã tạnh trên bầu trời đã sáng rõ bởi những tia nắng mụ trang mới ra vườn kiểm tra phát hiện Cây xoài đã bị bật gốc cùng với hai chai thủy tinh, hai lọ đựng bùa trước kia đã vỡ tứ tung thành từng mảnh. Mụ sợ hãi đến nỗi, run người cầm cập. Ý trời, chưa biết làm sao, mình có tiếc cũng làm gì được đâu. Từ hôm đó, mụ Trang lại mơ thấy ác mộng. Mụ thường mơ thấy vợ đầu của chồng cứ đi đi lại lại trong nhà, nhưng mắc cười. Lần này, người ấy không nói gì, nhưng ánh mắt tựa dao sắc lạnh, cứ như muốn xuyên thấu vào mụ đâu chỉ có thế mụ còn mơ thấy mẹ chồng những đêm liên tiếp mụ lại mơ một giấc mơ giống nhau đó là hình ảnh của bà cụ viên tay đang trói mà vẫn xông lên đánh mụ rồi khi bà cụ vùng vẫy thoát khỏi được dây trói mà tiến tới bóp cổ mụ trang mà quát còn đàn bà thối tha hôm nay tao phải đưa mày theo tao xuống âm phủ để diêm vương xử tội mày cái loại độc ác như mày không được siêu thoát không được siêu sinh kiếp sau đâu mày phải đầu thai làm loài chó lợn đi chuyện này gần như đêm nào cũng tiếp diễn đến mức mụ trang không dám nằm ngủ cứ thế mụ bị tra tấn tinh thần mà tim cũng rối loạn nhịp chỉ cần mệt mỏi một chút là tim đập nhanh rồi đau nhói cũng vì thế mà sức khỏe của mụ yếu hẳn đi bác sĩ kết luận đây là triệu chứng ban đầu của suy tim từ ngày về ở bên nhà ngoại chị em linh và an không về nữa Cậu mợ tuy nghèo nhưng vẫn cố đùm bọc cho hai đứa cháu ăn học. Thế nhưng mỗi lần sắp mặt con Vân trên con thuyền lúc tới trường, chị em Linh và An lại phải chịu những lời nhiếc móc với thái độ hành học mất dạy của nó. Gái hư bị bố đuổi ra khỏi nhà mà xem ra lại có phúc thế. Chồng béo tốt quá nhờ. May mà nhờ hồng phúc của mày mà cả nhà tao sống tốt lắm. Vẫn ăn ngon ngủ kỹ đấy em đừng có châm chọc nữa được không? em chưa đủ tư cách để phán xét chị đâu. đồ mất dạy. thằng An lên tiếng, nắm cổ đứa chị hờ mà dọa. mày còn dám thái độ với chị tao nữa thì đừng có trách, tao sẽ ném mày xuống giữa sông này đấy. thôi nào An, em bỏ Vân ra, đừng có làm thế, nguy hiểm lắm đấy. anh Hoàng can, chị em nói đúng đấy, trước mặt bao nhiêu người mà còn vậy, không biết không có anh thì chúng nó bắt nạt em đến đâu trước nay thế nào thì cứ để người ngoài đánh giá anh nghĩ em cũng nên an phận con gái nết na thủy mị một chút chứ đừng có ngoa ngoắt quá anh thích con linh nên bênh nó phải không đừng có tưởng tôi không biết sao anh ngu muội cái gì cũng bênh nó thế trong mắt của anh cái gì nó cũng tốt cả anh thích linh vì cô ấy ngoan ngoãn nhu mì chứ không chua ngoa đanh đá như em con vân hậm hực khóc vì nhục đến lúc chiều khi đò vừa cập bến hai chị em của linh lại dắt xe về vì bánh xe đã bị sượt hơi việc này cả linh và an cũng đoán được là do con vân nó làm nhưng chẳng bắt được nên thôi hoàng cũng từ bến sông về nhà sau khi đã neo thuyền cẩn thận hoàng hỏi anh nghe hết chuyện rồi bọn em đã về ở cùng cậu mợ à chẳng ai tin em hư cả nhưng bố em thì thật là u mê bố mẹ anh cũng biết chuyện cũng thương em và an lắm mẹ anh trước cũng làm cùng mẹ em đấy bà bảo em giống mẹ lắm vừa đẹp người lại đẹp nết chỉ mong số em đừng khổ như mẹ thôi em cảm ơn anh và bác đã thương bây giờ chị em em cũng ổn rồi bố em sau này chắc cũng hiểu ra thôi ạ à. linh này chuyện sáng nay anh nói thích em là thật đấy anh nói thích em là hoàn toàn nghiêm túc đấy. Anh không phải là kẻ thích mang chuyện tình cảm ra đùa đâu. Liệu em có thể đón nhận tình cảm của anh không? Em chưa nghĩ đến chuyện này, thế nên em không thể trả lời anh được. Thế rồi cô nàng dạo bước đi nhanh, anh đuổi theo thằng em dắt xe mà tủm tỉm cười. Anh chờ em suy nghĩ trả lời anh đấy. Anh không đùa đâu, anh thật lòng mà. Khi về đến gần nhà bà ngoại, thằng An mới hỏi. Chị, anh Hoàng tỏ tình à? Chị Linh xấu hổ trả lời. Không phải chuyện của mày, chị cấm mày bếp xếp với cậu mợ đấy. Còn đang đi học mà yêu đương nhăng nhít, cậu lại mắng cho. Anh Hoàng được đấy chứ. Còn Vân hôm ấy bị bẽ mặt trên thuyền nên điên cuồng mà hận thù chị em cái Linh hơn. Khi về nhà, nó gào mồm lên với mụ trang. Mẹ không biết đâu, còn Linh bây giờ á công khai tán tỉnh với anh Hoàng rồi. Nhìn nó đong đưa, cố tình gần gũi anh ta mà ngứa cả mắt. Đã thế, lại còn được thằng em bênh chầm chặt ra. Khi con ngứa mắt con khuyên nhủ, thì thằng An nó lại còn dọa ném con xuống sông nữa. Ái chà, cái bọn này càng ngày càng lếu láo rồi. Nghe nói bọn nó đã về nhà bà ngoại ở rồi. Chắc lại bị lũ bên ấy suối thêm rồi đấy ạ. À? Cái gì? mình vừa nói sao tôi nghe người ta kể lại rằng thằng an và cái linh dạo này hư lắm chị thì đong đưa cưa cầm thằng lái đò còn em thì hỗn hào thật chẳng hiểu bọn nó định ra như thế nào mới bằng tuổi ấy cơ đấy đã vậy chắc bên ngoại chiều rồi lại dạy chúng nó hư đấy mình đừng có nhắc tới cái bọn ô hợp đó nữa tôi không có người thân nào như bọn họ cả cũng không có đứa con nào hư thân như hai đứa kia Thôi, tôi nói để mình biết thế thôi, chứ con mình thì mình bỏ sao được, con dại thì cái mang. Còn Vân muốn làm ra cái gì đó để hạ bệ cái thu, con này vốn tính đố kỵ và xấu xa, thế nên nếu Hoàng không thích nó thì cũng không được phép thích đứa chị hờ kia. Con này quyết phá chuyện giữa Linh và Hoàng nên kích bác bố nhiều lắm, nhưng lại thấy có vẻ như tác động bên lão thắng không ăn thua, vì lão bây giờ coi như mặc kệ con gái. Thế là con Vân lại tìm cách để cả trường biết chuyện cái thu yêu thằng Hoàng, dù lúc ấy đúng là chưa có gì. Mục đích cuối cùng là để đến tai phía bên ngoài nhằm mục đích cho họ cấm cản cái thu không được yêu đương. Lúc ấy, nó sẽ ở giữa, sẽ là ngư ông đắc lợi. Thế là nó đi rêu rao rèm pha với đám bạn học sinh rằng cái thu đã yêu anh lái đỏ từ lâu rồi. Dần dần, Nhiễm nhiên cả trường tin chuyện đó là thật chỉ còn có một đứa hoài nghi mà hỏi con vân có thật không hả bạn để rồi xem mà chúng mày muốn tận mắt thấy chúng nó hẹn hò không vậy là chiều hôm ấy con vân rủ mấy đứa nữa bỏ học để mai phục rình mò chúng nó bố trí nấp ở các bụi cây xung quanh bến đỏ và con đường mòn gần đó lại có một đứa trước khi về đã tháo hơi ở bánh xe mà hai chị em linh và an vẫn hay đèo nhau đi đến khi thuyền cập bến đứa nào đưa nấy nhanh chân về trước chỉ còn hai chị em thu và linh và cậu hoàng thằng an dắt xe đi trước còn cái linh lững thững đi theo sau hoàng sau khi neo thuyền mới chạy thật nhanh để đuổi theo linh tranh thủ cậu ta hỏi em suy nghĩ lời anh nói chưa anh yêu em là thật em đáp lại tình cảm của anh đi nhất định anh sẽ không phụ em đâu yêu anh ạ à? em chưa nghĩ tới mà em cũng chưa hiểu yêu là như thế nào ạ à? em nhắn mắt vào đi hãy tưởng tượng xem khi có anh bên cạnh em có cảm giác bình yên không mà khi vắng anh liệu em có nhớ nhung đến nỗi muốn nghe lập tức có anh trước mặt không nếu như thế là em yêu rồi đấy vì trong anh cũng có cảm giác như thế với em Em nói thật đi Anh cũng cảm nhận là em có tình cảm với anh mà Nhưng yêu sớm là không tốt anh ạ à. Cậu mở em chắc không cho phép đâu Cậu luôn dặn em Phải chú tâm học hành Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng Tới chuyện học hành của em Bản thân anh đã lớn Đủ để hiểu chuyện đúng sai mà Thằng An đi trước Cũng thừa sức đoán được mọi chuyện Nhưng nó thương chị nó Nên vờ như không hay dù chị gái của nó quyết định như thế nào thì là thằng em trai nó cũng luôn ủng hộ còn cái lũ rình mỏ kia chờ ba người đó đi khuất cũng chui ra khỏi bụi cây còn vân vênh mặt lên nói với đám bạn bậu sậu đi theo đấy chúng mày thấy chưa bọn họ âu yếm nhau chưa chưa xong cấp ba đã yêu với đương rồi thế nên á à, bố tao mới đánh rồi chị em nó láo tuyết chửi lại bố tao thì mới bị ông ấy đuổi đi đấy Chúng mày thấy nó có oan nữa không? Eo ơi, không ngờ nó mất dạy thế thật đấy. Thế ư? Ừ, thế từ nay á, tao không chơi với nó nữa đâu. Trong đám theo dình ấy có con Thu học cùng lớp với cái Linh, con bé này nhà cũng cạnh nhà bà ngoại của cái Linh, thế nên nó tò mò đi theo dình để biết đúng sai thế nào. Chiều muộn hôm ấy, cái Thu vừa về đến nhà nó đã mách mẹ nó. Mẹ Mẹ có biết cháu ngoại bà Nam học cùng lớp với con không? Bà Thiêm gật đầu. Sao lại không? Ta còn lạ gì cái con bé ấy? Nó ngoan đấy. Mẹ, nghe con nói này. Cái con này á à, nó mới nứt mắt ra, đã yêu đương nhăn nhít với trai. Nên bố nó mới đuổi rồi về ở bên ngoài đấy. Nó có người yêu thật đấy mẹ ạ. À. Chính chiều nay con thấy nó hẹn hò với anh Hoàng. Anh Hoàng nào? Mày nói rõ ra xem nào thì cái anh Hoàng con ông bưởi làm lái thuyền ở bến đỏ ra nghĩ, anh ấy bây giờ thay bố lái thuyền hai chuyến sớm tối để đưa bọn con qua sông đến trường, chắc là vì thế nên quen cái Linh mà yêu đấy. Nấu cơm đi, tao đi có việc chút. Mẹ đi đâu, trời sắp tối rồi mà. Được rồi, tí tao về. Cô mận ơi, cô có nhà không? Chị mận ở trong nhà chạy vội ra cổng. Bác Thiêm, bác đến chơi đấy à? Chờ em một chút em mở cửa. Bác Thiêm bắt chuyện luôn. Thôi thôi, tôi không vào nhà đâu. Tôi nói với cô mấy câu rồi tôi về luôn kẻo tối. Thì bác cứ vào nhà đã. Rồi có chuyện gì thì bác nói em nghe. Bà Thiêm rủ dị. Tôi thật lòng có ý tốt nên mới nói cho cô biết mà liệu đường bảo ba đứa cháu. Không khéo, nuôi ong tay áo đấy. Thế làm sao thế hả à, bác? Tôi nghe con bé nhà tôi kể rằng cái Linh nhà mình yêu thằng lái đò còn nhà ông Bưởi ở Bến Giang đấy. Nghe nói công khai ôm ấp thể hiện tình cảm lắm. Cả trường học đều biết rồi. Bố nó bảo không được nên mới đuổi đi đấy. Còn gái con đứa mới tí tuổi đầu mà yêu đương. Không khéo lại ôm bụng về thì xấu hổ ra. Cô xem bảo chú Hạ uốn lại đi. Còn kịp đấy. Tốt nhất là cho nó nghỉ học rồi khỏi gặp cái thằng kia vâng em cảm ơn chị đã cho em biết ạ để em nói nhà em răn đe nó ạ à. thôi tôi nói vậy cho cô biết thôi tôi về đây trời tối mịt rồi đây này chị thiêm đi rồi chị mận mới lặng lẽ bước vào nhà chị suy nghĩ nhiều về lời hàng xóm lắm nhưng không biết nên giải thích việc này như thế nào có lẽ chị sẽ nói lại với anh hạ để rồi tùy chồng xử lý đêm hôm ấy chị mận nói với chồng khi gần tối bà thiêm gọi em ra cổng nói với em rằng chuyện cái linh có người yêu là thật cả trường ai cũng biết nên bà ấy nói là đừng có dung túng cho nó cần thiết thì cho nó nghỉ học luôn để ngăn cấm chúng nó gặp gỡ vì thằng người yêu của cái linh chính là đứa con trai nhà lái đỏ đấy chúng ta chỉ nên khuyên bảo thôi đừng có ép buộc quá ở cái độ tuổi đã lớn nhưng chưa trưởng thành này á, việc dạy dỗ không phải dễ dàng đâu. Em đang nói về chàng lái đỏ ở Bến Giang đấy à? Phải, anh ta là con trai của ông Bưởi ấy. Mẹ anh ta là bà Lan, người ở đây từ xưa. Anh biết gia đình họ, họ cũng là người có đạo đức, nên con trai của họ không đến nỗi nào đâu. Điều em nói là chuyện yêu đương sớm không tốt cho cái Linh ấy. Ừ, để anh suy nghĩ và sẽ giải quyết sau hôm sau là chủ nhật được nghỉ học linh tranh thủ đi hai lá với em trai hôm đó khi cả nhà đã ra ngoài cậu hạ mới gọi cháu ra gốc cây vải để nói chuyện anh hỏi cháu đã có bạn trai chưa dạ cháu lúc bằng tuổi cháu cậu cũng đã biết rung động nhưng mỗi người mỗi khác mình là con gái nên phải giữ gìn yêu đương không có gì xấu miễn là không ảnh hưởng đến việc học và không làm xấu mặt gia đình dạ cháu sẽ không để ảnh hưởng đến việc học và không làm cậu phải xấu hổ đâu ạ à. cậu hạ yên tâm không nói gì thêm nữa anh ấy vẫn định điều tra xem người yêu của cháu mình là ai nhưng không có dịp thuận tiện thế mà vô tình trong một buổi tối mùa thu lại là ngày sinh nhật của linh hoàng quyết định mua một bó hoa và chiếc kẹp tóc để tặng người yêu nhưng đến cổng rồi lại không dám vào vì sợ cậu mở cửa sẽ tức giận hoàng cứ đứng do dự trước cửa chân đã tê cứng chỉ mong được nhìn thấy người mình yêu để tặng quà nhưng trời không thuận lòng người linh không xuất hiện hoàng không còn cách nào khác quyết định treo bó hoa và chiếc kẹp tóc trước cổng nếu người lớn biết cũng không đoán được là ai hoàng vừa treo xong thì thấy một bóng người đứng sau lưng khiến cậu ta giật mình hét lên người đàn ông đó hỏi hoàng đang làm cái gì dạ dạ Cháu, cháu là bạn của Linh, hôm nay là sinh nhật cô ấy nên cháu đến tặng quà. Người đàn ông hỏi Hoàng bao nhiêu tuổi, là con của ai? Dạ, cháu là Hoàng, năm nay cháu 20 tuổi, cháu là con của bố Bưởi và mẹ Lan ạ. À. Người đàn ông nói, Hoàng hơn Linh mấy tuổi mà làm bạn với cô ấy? Hay là cô giáo quý quá nên cho lưu ban giờ Linh ở cùng tôi, tôi là cậu của nó nên tôi cũng phải có trách nhiệm tôi không cấm cậu và nó làm bạn với nhau nhưng phải nhớ là có chừng mực và không làm ảnh hưởng đến việc học của nó muốn đến chơi thì phải vào nhà mà là cuối tuần thôi nhớ chưa dạ cháu hứa ạ à. giờ muộn rồi cậu về đi hoa và quà để tôi mang vào nhà cho tâm trạng hớn hở của hoàng khiến cậu hạ cũng vui lây lần đầu gặp mặt nhưng anh có cảm giác quý mến Hoàng. Anh biết mẹ của Hoàng là người thục đức thế nào nên con của bà ấy cũng có cảm tình. Cái này vấn đề gần như là di truyền, giống cây ngọt không thể cho quả chua. Mẫu mực sẽ dạy con ngoan ngoãn. Linh ơi, đây, có người gửi cậu mang quà về cho mày đấy. Này anh, anh cho phép cây Linh yêu đương đấy à? Ngày trước, bọn mình cũng giống chúng nó thôi mà một tình yêu trong sáng thì có gì là không tốt đâu. Lại nói về phần gia đình bà Trang và ông Thắng, không biết do nghiệp chướng hay là do bùa ngải mà bà dùng mọi loại thuốc an thần đều không ngủ được. Đêm đối với bà là một nỗi ám ảnh lớn, không tài nào ngủ ngon. Mỗi khi bà chợp mắt, mẹ chồng và vợ cũ của chồng lại về đe dọa, khiến cho bà ám ảnh. Bây giờ, bà mới hiểu câu nói, chết trẻ hơn làm lẽ. Bà cũng đã đi cúng bái và xin bùa ăn lành khắp nơi, nhưng vô hiệu. Bà lo lắng đến mức như phát bệnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bà sợ hãi. Trước kia, khi bác sĩ bảo bà bị bệnh tim, nhưng bây giờ với các biểu hiện này, bác sĩ lại còn nói bà Trang bị hoang tưởng. Bà không tin mình bị điên nên không chịu uống thuốc, càng ngày càng không tỉnh táo. Thì thoảng, mụ lại làm nhà một câu bùa của lão tàn thật đấy công lực của nó phản lại tôi rồi ông thắng cũng vì thế mà lạnh nhạt hơn với vợ bà vợ thì nửa tỉnh nửa mê chẳng giúp được gì ông cứ nghĩ giá có linh thì đỡ ông được bao nhiêu là việc rồi không giống như vân đi qua đêm chẳng về nhà làm mẹ chẳng lo cho con rồi cứ chê bai con gái nhà người ta bà trang chỉ còn biết ngồi nhìn chồng nếu như trước đây bà đã mắng ngược lại nhưng giờ bà cũng chẳng còn sáng suốt. Bởi thế, âm mưu đuổi con của chồng đi và chiếm căn nhà cho con gái của bà vẫn chưa thực hiện được. Đời tôi, đúng là bất hạnh. Con đẻ thì bỏ đi, vợ thì mất trí. Còn riêng của vợ thì chẳng biết mặt mũi ra sao. Tiền thì dành cho người dưng. Đến khi có đói, đừng mong nó nuôi. Giờ không mong được gì, sau này nó có hiếu làm sao. Quả là tôi ngu quá giờ ông mới thương hai đứa đó thì đón chúng nó về đi tôi đã nghĩ nát óc mới nhận ra tất cả cũng vì sự hèn hạ của mẹ con các người bây giờ chúng đi rồi con gái bà thì đi chơi bạt mạng chẳng có lo nhà hay là không thèm chăm sóc cho bà đấy đúng lúc đó ông thắng tức giận xông đến tát vợ một cái khiến cho bà ngã xuống nền nhà ông mắng bà là cái loại không biết điều tôi sẽ bỏ bà ra đường để làng nước này đều biết ông Thắng đã tống khứ bà đi đây này. Đang định tiếp tục đánh vợ thì Vân về tới nhà, chạy vào can ngăn và đẩy bố dưỡng ra ngoài. Ông quát. Mày đi đâu? Đến giờ mới về. Mày còn dám chống đối tao à? Vân đáp. Đấy không phải việc của bố. Bố đâu có quyền động vào mẹ tôi. Bố dọa mẹ con tôi. Liệu hồn, đường mà cuốn xéo khỏi nhà này. Những lời đó khiến cho ông thắng suy nghĩ lại dù giận nhưng ông cũng nhớ hai đứa con ban đầu còn giận nhưng sau lại muốn chúng tự nhớ mình mà trở về nhưng chúng không về và ông cũng không dám đến nhà ngoại để gọi chúng về giờ thì ông thấy thẹn với chúng với vong linh của mẹ chúng đó là lão đang gánh quả báo khi ông bỏ đi vân lại nói với mẹ làm sao mà ông ta đánh mẹ được thế bà trang tức giận tại mày chứ ai? mày đi đâu mà giờ mới mò mặt về? càng ngày càng lêu lỏng. có lớn rồi thì phải đi giao lưu với bạn bè chứ. hôm qua đi chơi về muộn, còn nghỉ luôn ở nhà nó. mày cũng cãi ông ấy láo quá đấy. ông ấy mà đuổi thì đúng đường nhá. Tao đang muốn ông ấy chuyển sổ đỏ sang cho mày, mà mày cứ gây chuyện thôi. không cẩn thận ông ấy giao hết cho hai đứa con kia, thì mày không có chỗ dựa đâu. ôi giời! mẹ không phải lo, cứ để đấy con tính. Vân đã bỏ học, đi theo trường mọi lúc mọi nơi, đi theo tiếng gọi của anh ta, và trường cũng để Vân tham gia chơi đá cả đêm. Khi hết tiền chơi bời, Vân lại kể với trường rằng ông Thắng, bố dượng của em, đang dọa sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì em trốn học đi chơi. Ông ta kệ vào cái sổ đỏ mang tên mình mà đe dọa chia hết đất cho hai đứa con của ông ấy. Mẹ kiếp, không lẽ em đốt đi Tội gì mà đốt? Em về nhà tìm sổ đỏ đi, rồi mang đi cầm lấy tiền, mình đi xóa. Ông ấy biết sẽ phải đi chuộc lại. Lão lấy về, mình lại mang cầm và như thế ông ấy lại không có cơ hội để đi tách sổ chia cho bọn kia. Nó nói với trường. Được rồi, để em về em sẽ lấy. Vậy là nó mặc quần áo rồi lê cái thân tàn tạ đi chơi đồ về nhà lúc này ông thắng đi làm chưa về chỉ có bà trang bần thần đang quét sân dạo này tỉnh táo hơn nhưng cái đầu không còn danh ma như trước mụ thấy con gái về thì trách mày dạo này cứ đi suốt đấy nhá đến tao còn bực mình đấy huống chi là ông ấy vì con giận ông ấy nên con mới không muốn ở nhà mẹ này con nghĩ rồi phải chuyển sổ đỏ cho con thì ông ấy mới không dọa đuổi con hay sang tên cho hai đứa kia được nhưng bây giờ bất ngờ bảo ông ấy sang tên sổ đỏ cho mày làm sao mà ông ấy nghe mẹ đây biết ông ấy cất sổ đỏ ở đâu để mà con mang đi nhờ bố đứa bạn của con để sang tên cho thế có làm được thật không thật mà lại mẹ cứ đưa đây cho con bà trang liền đồng ý nhưng mà ông ấy cầm chìa khóa rồi còn sổ đỏ cất trong hòm gỗ ở trong tủ Vân không nói không rằng đi kiếm búa và sàng beng, nảy cánh cửa gỗ tung ra rồi phá khóa mở chiếc hòm. Khi chiếc hòm mở ra thì ngoài giấy công nhận quyền sử dụng đất còn có 7 triệu tiền mặt. Thế là nó lấy cả tiền rồi cho vào túi mang đi luôn. Bà Trang lúc này mới sực tỉnh, bà gọi theo. Con, mày lấy hết tiền để làm gì đấy hả? Nó bình thản đáp lại. Thì phải có tiền, người ta mới làm cho chứ, Nói rồi nó đi luôn, bà Trang bỗng dưng sợ ông Thắng điên tiết mà đánh bà, nên bà lại lên giường nằm, coi như không biết gì. Ông Thắng trở về nhà, thì thấy tủ bị phá, và hòm cũng bị búa đập tả tơi. Ông có cảm giác đến nghẹt thở, nghĩ có trộm, ông hét lên. Đứa nào, đứa nào đến đây trộm đồ của tôi? Trời ơi, trộm nó khoáng sạch đồ của tôi rồi. Chỉ kêu được có thế, rồi ông Thắng ngồi bệt xuống nền nhà thất thần, mãi một lúc sau ông mới nhớ còn có bà trang điên dở ở nhà thế là ông chạy vào trong phòng dựng đầu bà trang lên rồi hỏi bà nói xem hôm nay đứa nào nó vào đây làm gì có ai à có mỗi cái vân về thôi chứ làm gì có ai khác đâu ông thắng tức không giữ nổi được bình tĩnh xách cổ áo vợ rồi hét vào mặt thế nó đi đâu rồi bà trang ú ớ tôi tôi không biết Ông Thắng bất lực buông tay vợ, khiến cho bà Trang ngã đập lưng xuống đất, bà kêu lên thảm thiết. "Á, đau chết tôi rồi." Ông Thắng chẳng thèm đoái hoài đến vợ mà bỏ đi ra ngoài, rồi cầm điện thoại gọi cho đứa con riêng của vợ. Khi nó bắt máy thì ông hỏi luôn: "Con kia, mày lấy tiền và sổ đỏ của tao có phải không? Mang trả ngay đây, không thì tao báo công an bắt mày." Không ngờ con này nó đáp lại: "Tôi trả sợ." Tôi đã đủ 18 tuổi đâu. Ông tưởng đưa tôi vào tù mà dễ à? Coi như tôi mượn đi. Có gì mà tức giận. Mà tôi cầm ở hiệu Thái Hà đấy. Dưới thị trấn đấy. Muốn lấy lại cái sổ đỏ thì ông mang chục triệu xuống đó mà chuộc. Ông Thắng giận dữ, ném điện thoại ra sân vỡ nát. Những nỗi uất ức giải vò khiến cho ông chỉ muốn đập đầu vào tường, rồi ông lại hét lên. Bà thấy không, cái đứa con gái yêu quý của bà nó đem sổ đỏ của nhà đi cầm cố rồi kia kìa. Ờ, thế sao nó bảo nó đi nhờ người sang tên cơ mà. Những lời của bà Trang vì không còn sự tư duy tốt như trước nên lời nói và hành động phát ra cũng thật lộn xộn và bà ngu ngốc đến mức phản chủ. Ông Thắng nghe được những lời nói đó thì điên cuồng quát nạt vợ. Bà nói đi, có phải bà đã biết con Vân nó lấy tiền và sổ đỏ đúng không? sao bà lại dung túng cho nó làm càn thì tại nó muốn lấy nên tôi cho nếu là khi trước mụ sẽ dùng cái thói xảo quyệt để làm mềm lòng chồng nhằm bảo toàn tính mạng của mình nhưng bây giờ mụ thật chẳng khác một kẻ đận độn lời nói ngây ngô của mụ lại kích động sự tức giận của ông thắng đến đỉnh điểm hôm đó mụ bị chồng đánh một trận đòn đau mụ trang chỉ biết kêu đau rồi than đau quá Ông đừng có đánh tôi nữa, tôi đau quá. Từ một kẻ điên cuồng yêu mụ đến si mê, ông Thắng đã khinh ghét người vợ, nửa khôn nửa dại đến cùng cực. Có thể bản chất ông vốn khốn nạn, hoặc có thể bây giờ ông mới thực sự tỉnh ngộ mà chút giận lên người mụ trang. Nhưng xét về những chuyện của mười mấy năm trước, cũng đâu chỉ là lỗi của một mình mụ mà ông cũng có phần tội lỗi vì bạc ác với vợ đầu và nhu nhược để làm khổ hai đứa con mọi chuyện mụ trang trước kia làm ông cũng phải gánh một phần trách nhiệm một kẻ khốn nạn và một kẻ đốn mạc thì thực ra chẳng có kẻ nào đáng thương cứ xem như bọn chúng tự cấu xé nhau để khỏi phiền đến người khác ra tay